Chương 1 Kikiri Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Không nghĩ tới Chi Lan Berry lại còn có tăng cường cỏ trị thương công hiệu tác dụng, trước kia thật đúng là không có chú ý, bất quá sau này nói không chừng còn cần đến. Rionin suy nghĩ một chút vẫn là dùng bút ký tại vở bên trên, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, những năm này tại Celadon City thư viện nhìn không ít sách, bất quá bởi vì trong tay tạm thời không có Pokemon cho hắn huấn luyện duyên cớ, rất nhiều tri thức đều nhanh muốn bị quên đi. Bất quá cũng may Rionin hắn rốt cục đầy 13 tuổi, đạt đến liên minh cho phép có được thuộc về mình Pokemon tuổi tác yêu cầu, nghĩ tới đây dù là luôn luôn trầm ổn Rionin, trong lòng cũng nhìn không được sinh ra một vòng lửa nóng. 13 năm Quan sát bạn đọc sách trong gương thanh tú thiếu niên, một đầu màu trà tóc ngắn, màu nâu con mắt thanh tịnh vô cùng, một thân màu xám trắng cây đầy tay áo dài áo sơ mi dưới, thân thể nhỏ bé nhìn có vẻ hơi gầy gò. Linh hồn xuyên qua tới thời điểm, trực tiếp là tại trong bụng mẹ, cũng không cần hắn giả ngu giả ngay đóng vai mất trí nhớ, đồng thời những năm này cũng cho hắn đầy đủ thời gian đến học tập tri thức. Hắn biết đây là hắn tương lai trở thành một vị ưu tú huấn luyện gia tiền vốn, bởi vậy ở phương diện này hắn là hạ khổ công phu. Nhị ca Nhị ca, ba ba trở về. Dưới lầu mùi mùi thanh âm đem hắn kéo về hiện thực hôm nay lão ba chuyên môn từ Peter City trên công trường xin phép nghỉ trở về, chính là vì dẫn hắn đi thu phục ban đầu Pokemon. Tốt, biết, ta lập tức xuống tới. Thả ra trong tay, Berry, thảo dược bách khoa toàn thư, đem một nửa tay áo cuốn lên, sau đó đem trên bàn sách vận động, động đồng hồ mang tốt, đương nhiên trọng yếu nhất Pokeball, Rionin đương nhiên sẽ không quên. Nhà bọn hắn chỉ là Celadon City tòa này Canto thành thị cấp một bên trong, nhất là bình thường phổ thông tiểu gia đình, phụ mẫu đều chỉ là phổ thông tiểu thị dân, thu nhập cũng không cao, có thể không đủ sức liên minh ban đầu Pokemon thuế. Bởi vậy Rio cái thứ nhất Pokemon cần trong nhà tự mình giải quyết, mua bán Pokemon bị liên minh nghiêm trị tình huống dưới, chỉ còn lại đến giả ngoại thu phục một con đường này. Cũng may phụ thân thủ hạ ma chóc thực lực không yếu, giúp hắn đến giả ngoại thu phục một con Pokemon cũng không có vấn đề quá lớn cùng rất nhiều gia đình tình huống càng thêm khó khăn hài tử so với, Rionin đây cũng là tương đối may mắn. Nhị ca, ngươi để ba ba giúp ngươi thu phục một con Pikachu thế nào, rất đáng yêu. Vừa xuống lầu, Kikiri nha đầu này liền lao đến, hai cánh tay ông cánh tay của hắn càng không ngừng lay động. Pikachu là thật đáng yêu, bất quá cũng không thích hợp ta, càng không thích hợp làm ban đầu Pokemon. Rionin không chút suy nghĩ liền cự tuyệt đến, hắn cũng không phải cái gì quý tộc tiểu thư, mang con Pikachu để hắn cảm giác là lạ, lạ, đương nhiên đó cũng không phải mấu chốt, Pikachu trời sinh tính tương đối nhát gan, các phương diện năng lực cũng đều cũng không sáng chói, muốn huấn luyện thành lực chiến đấu mạnh mẽ, là phi thường khó khăn. Mặc dù trên lý luận nói, bất kỳ cái gì Pokemon chỉ cần tìm được thích hợp bồi dưỡng phương pháp, cuối cùng cũng có thể biến thành phi thường cường đại, nhưng là muốn đền bù chủng tộc bên trên kém cách, là cần hao phí rất nhiều tài nguyên, mà lại cuối cùng còn chưa nhất định có thể đạt được một cái tốt kết quả. Rionin hắn tự nhận là chính mình không phải cái gì đỉnh đầu nhân vật chính quận sáng tồn tại, hắn chỉ là Celadon City một cái bình thường gia đình bên trong hài tử, tự thân càng không có thiên phú hơn người. Hắn nhan giá trị cũng không thấp, bất quá chuyện này chỉ có thể may mắn hắn có một cái dịu dàng mỹ lệ lão mụ. Mà trong đầu của hắn nguyên bác Pokemon tri thức, cũng là hắn nhiều năm như vậy cố gắng kết quả chính là rõ ràng chính mình bình thường, Rionin tại làm rất nhiều chuyện thời điểm, đều là rất thận trọng, tự như trước mắt thu phục ban đầu Pokemon vấn đề, hắn càng là không dám có nửa điểm qua loa. Không thích Pikachu sao? Cái kia mà nem tích cùng Eletta đâu, cái này hẳn là rất xuất khí đi. Kikiri có chút không cam lòng còn nói đến. Tốt rồi, Kikiri đừng làm rộn, chờ sang năm ngươi từ Celadon City sơ cấp trường học tốt nghiệp, nhị ca tự mình giúp ngươi thu phục một con ngươi thích Pikachu thế nào. Đối với nhà mình mùi mùi tính cách Rionin rất rõ ràng, bình thường ngoại trừ thích trốn học đi Celadon trò chơi thành chơi đùa bên ngoài, nhất si mê chính là hệ điện Pokemon. Sang năm Kikiri từ Celadon City sơ cấp trường học tốt nghiệp lúc, cũng đầy 13 tuổi, đó chính là liên minh cho phép nắm giữ thuộc về mình Pokemon nhỏ nhất tuổi tác. Thời gian một năm, hắn tin tưởng mình khi đó đã là một vị ưu tú huấn luyện gia, giúp mình muội muội thu phục một con tốt ban đầu Pokemon, đây là hắn cái này làm ca ca trách nhiệm. Tốt a, à, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Kikiri chỗ này cộc cộc ứng thanh đến. Rionin, chuẩn bị xong chưa, muốn lên đường nha. Bên ngoài trong viện truyền đến lão ba thanh âm. Cha, tốt rồi, ta lập tức tới. Rionin lên tiếng, cánh tay bị Kikiri ôm, hai huynh muội hướng ra ngoài vừa đi đi nhà bọn hắn tổng cộng 5 thanh người, lão ba Kikigo là Peter City kiến trúc đội công nhân, lão mụ Ryuko tại Celadon City trung tâm một nhà cỡ trung tiểu Pokemon phòng chăn nuôi đi làm. So với hắn lớn 5 tuổi lão ca, hiện tại Pokemon cao cấp trường học học tập, mà hắn tại ba huynh muội bên trong sắp xếp thứ hai, Kikiri là lão út, bất quá tuổi tác lại cũng chỉ so với hắn nhỏ hơn một tuổi mà thôi, cái này cùng hắn trong tưởng tượng nải thanh nải khí hô hào oni chấm chan tiểu la lị mùi mùi khác rất xa bất quá nha đầu này rất dính hắn ngược lại là thật rionin ngươi nhất định phải để cho ta giúp ngươi thu phục ban đầu pokemon sao nếu không vẫn là cho ngươi ca toi gọi điện thoại để hắn giúp ngươi bắt một con tốt một chút pokemon đi nhà bọn hắn ở tại celadon city thành bắc khu tới gần vùng ngoại thành địa phương Bình thường tại sát vách Peter City công tác lão ba, bình thường đều là một tuần một lần trở về, bất quá lần này là giúp Trionin thu phục ban đầu Pokemon, Kikigo chuyên môn xin nghỉ một ngày trở về. Quên đi thôi, ta cũng không muốn muốn một con Grimer hoặc là Jin làm ban đầu Pokemon. Ngẫm lại nhà mình xấu bụng lão ca cái kia thích hố đệ đệ nước tiểu tính, Rionin dù là dùng đầu ngón chân nghỉ, cũng biết tên kia sẽ truyền tống một con dạng gì Pokemon trở về. Ha ha. Tốt à đối với nhà mình hai cái này tương ái tương sát nhi tử, Kikigo ha ha vui lên, cũng không nói cái gì. Chính mình cái này tiểu nhi tử từ nhỏ đã rất thông minh, làm việc cũng rất có chủ kiến của mình, đã chính hắn đều nói như vậy, hắn cái này làm cha, chỉ cần cố gắng hết sức giúp hắn là được rồi, dù sao Celadon City ngoại ô phía bắc trong núi rừng, vẫn là có rất nhiều chủng loại hoang dại Pokemon. Trên thực tế đối với đến giả ngoại thu phục ban đầu Pokemon, Rionin cũng không có cái gì không hài lòng, Canto ngự tam gia Charmander, Squitter, Bumbasu mặc dù đều rất không tệ, nhưng giả ngoại đồng dạng có không ít lựa chọn tốt. Đồng dạng là ba đoạn tiến hóa, cuối cùng hình thái cũng có mega tiến hóa khả năng Pokemon, mặc dù không nói là vừa nắm một bó to, nhưng cũng vẫn là có không ít, trong đó có rất nhiều hắn vô cùng thích. Đúng rồi, mẹ đâu? Từ trong nhà cầm kiện dày áo khoác mặt vào, mùa đông sáng sớm vẫn còn có chút triêu lão mụ ra ngoài mua thức ăn. Kikiri giúp hắn giật giật khăn quàng cổ, một bên hồi đáp. Dạng này à, cha, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 02 Tiến về Bắc Sơn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Phanh ngồi lên nhà mình lão ba chiếc kia có chút cũ xe jeep. Lần này mục đích của bọn họ là Celadon City ngoại ô phía Bắc Sơn Lâm, nơi đó có rất nhiều hoang dại Pokemon. Tự như Rionin nghĩ như vậy, kỳ thật đến giả ngoại thu phục ban đầu Pokemon cũng không phải là chuyện gì xấu, vừa vặn tương phản, đến giả ngoại thu phục ngược lại lựa chọn không gian còn muốn lớn hơn nhiều. Kanto địa khu mặc dù ở vào Pokemon thế giới đông nam một gốc, nhưng có tài nguyên nhưng cũng không kém, phức tạp nhiều dạng hoàn cảnh dưới, nghĩ lại lấy đủ loại Pokemon. Nidoran, Nidorina, tại giả ngoại xem như tương đối phổ biến, có được ba đoạn tiến hóa, mặc dù trong lúc đó cần dùng đến trân quý Moonstone, nhưng tiến hóa thành cuối cùng hình thái Nidoking, Nidoken, vậy cũng là tương đương cường lực. Vung Thiết, Ponita Cái gì, mặc dù chỉ có hai đoạn tiến hóa, nhưng nếu như bồi dưỡng, đây tuyệt đối là rất sáng chói Pokemon. Onix, Abra, Gasly, Kangaskhan, Khăn, Pinsy, Heraco, Sertit, Magikap, Arodacitin, Beryl, Pitgot, những thứ này Pokemon đến hậu kỳ cũng có thể mega tiến hóa tồn tại, mà lại ở trong đó rất nhiều Pokemon ban đầu hình thái, tại Kanto địa khu đều cũng không tính cỡ nào hy hữu tồn tại, nếu như có thể thu phục một con đến bồi dưỡng, vậy cũng là cực tốt. Đương nhiên nghĩ như vậy cũng không phải dèm pha Kanto ngự tam gia, giống Charmander, Bulbasaur, Squitter, tại mỗi một cái giai đoạn tiến hóa, kỳ thật tại cùng thuộc tính Pokemon bên trong đều là tương đương ưu tú, Rionin nói không tâm động đây tuyệt đối là giả, bất quá ban đầu Pokemon thuế thật rất đắt đỏ, nhà bọn hắn điều kiện này thực tình không đủ sức. Mà lại so với từ giả ngoại thu phục Pokemon, từ liên minh bồi dưỡng ra đến giao phó cho người mới ngự tam gia, cũng còn có một chỗ tốt, đó chính là tương đối thân cận huấn luyện gia, đối với người mới tới nói là rất dễ dàng vào tay. Giả ngoại thu phục Pokemon giả tính khó thuần, phải biết thu phục cùng thuần phục cũng không phải là cùng một cái khái niệm rất nhiều mới từ giả ngoại thu phục Pokemon, nếu như là loại kia tính tình tương đối táo bạo, tính công kích mạnh, đột nhiên tập kích chính mình huấn luyện gia cũng đều không phải là không được. Để một người mới huấn luyện gia để hoàn thành thuần phục quá trình, thời gian hao phí cũng không ngắn, đây chính là vì cái gì một chút gia đình bình thường, nếu như trong nhà hài tử lập chí đi chức nghiệp huấn luyện gia con đường, trong nhà dù là bớt ăn bớt mặt, đều sẽ nghĩ biện pháp gom góp một bút ban đầu Pokemon thuế. Rionin, đối với ban đầu Pokemon, người có cái gì mục tiêu? Nhà bọn hắn kỳ thật cũng không tính quá khó khăn, nếu như giao nạp một đứa bé ban đầu Pokemon thuế vẫn được, có thể hắn có ba đứa hài tử, Kikigo mặc dù là cái đại lão thô, nhưng hắn cũng minh bạch công bằng đạo lý. Dù là trong nhà lão nhị lại ưu tú, lại hiểu chuyện, tiểu nha đầu bình thường lại để cho hắn quan tâm, một đứa bé có, cái khác hai đứa bé cũng nhất định phải có, một đứa bé không có, cái khác hai cái cũng không thể cho cái thứ nhất Pokemon, ta tưởng thu phục một con tuyết ghi. Rionin nhà bản thân liền ở vào Celadon City bên ngoài vùng ngoại thành địa phương, lái xe đi ra ngoài chính là một đầu thông hướng vùng ngoại ô trơn bóng hắt ín đường cái. Hiện tại là mùa đông, đường cái hai bên hàng cây bên đường lá cây đã rơi mất rất nhiều, cũ kỹ xe jeep phù 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 chạy qua, trên đường lớn khô héo lá rụng bị hoa lạp một tiếng cuốn lên, ngay sau đó lại đánh lấy xoáy mà vắng lặng rơi xuống quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ xe, 9 giờ rưỡi sáng, phương xa sơn lâm còn có chút ít sương sớm, ánh mặt trời vàng chói chiếu xạ tại ngọn cây bên trên, làm cả tòa núi lộ ra thần bí dị thường, lúc này Rionin biểu lộ đột nhiên biến thành ôn hòa. Mặc dù Pokemon cùng nhân loại là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh, nhưng là tại bánh xe lịch sử không ngừng tiến lên, nhân loại cùng Pokemon đã sớm thành lập nên chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Bây giờ thời đại có thể phát triển được nhanh như vậy, ở mức độ rất lớn cũng đều ý lại tại Pokemon lực lượng, là một người sinh trưởng ở địa phương Pokemon thế giới người, dưới tay người nào đều phải có một con Pokemon, phản phất dạng này sinh mệnh mới lộ ra hoàn chỉnh, cho dù hắn cũng không phải là Pokemon huấn luyện gia. Piki sao? Cái này đích xác là rất thích hợp người mới huấn luyện gia bồi dưỡng Pokemon. Đối với Rionin cái lựa chọn này, Kikigo nhẹ gật đầu nhổ một ngụm vòng khói, rất là tán đồng nói. Đối với Rionin cái lựa chọn này, Kikigo nhẹ gật đầu nhổ một ngụm vòng khói, rất là tán đồng nói. Không giống với liên minh chuyên môn bồi dưỡng ra đến, giao cho người mới huấn luyện gia ngự tam gia, giả ngoại thu phục Pokemon tính công kích đều mạnh phi thường, tiết tính cách tương đối ôn hòa, mà lại cũng có ba đoạn tiến hóa, vì vậy đối với người mới huấn luyện gia tới nói là phi thường lựa chọn sáng suốt. Rionin tính tình tương đối ôn hòa, bình thường thích xem sách hắn, toàn thân lộ ra một cổ nhã nhặn, màu trà tóc quăng ngắn để hắn khí chất càng phát ôn hòa, một đôi màu nâu mắt to phản phất tùy thời đều đang tự hỏi thứ gì. Rionin lớn lên tương đối theo mẹ, làn da vô cùng sạch sẽ trắng nõn, là một người 13 tuổi choai choai thiếu niên, Rionin có cái tuổi này nên có tuấn tú bề ngoài, đồng thời cũng có được ở độ tuổi này không có thành thục ổn trọng. Nghe được Rionin nói ban đầu Pokemon muốn Piggy, Kikigo trong lòng người âm thầm thở dài một hơi, tuy nói là đến Celadon City phía bắc vùng núi giúp Rionin thu phục ban đầu Pokemon, nhưng cũng không phải là tất cả hoang dại Pokemon đều mặc cho bọn hắn chọn, dù sao thực lực của hắn cũng không mạnh. Dưới tình huống bình thường Ma Chóp muốn cấp 28 mới có thể tiến hóa, nhưng hắn thủ hạ Ma Chóp lại tại cấp 15 thời điểm liền sớm tiến hóa thành Ma Chóp, thân thể có chút phát dục không tốt Ma Chóp, bình thường cũng chỉ có thể tại kiến trúc thi công đội bên trong cho hắn giúp đỡ chút. Chúng ta đến hai cha con đem xe jeep dừng sát ở ven đường nhìn qua phía trước thanh thúy tươi tốt sơn lâm Nin lần nữa kìm lòng không được biến thành hưng phấn lên đợi nhiều năm như vậy hắn rốt cục lập tức liền có thể có được thuộc về mình Pokemon ma chốc chờ một lúc liền nhờ ngươi rồi đem trong tay đầu mẫu thuốc lá ném trên mặt đất giẫm diệt kikigo ném ra ngoài chính mình pokéball một con khôi ngô bệnh chắc Pokemon xuất hiện ở Nin trước mặt ma chốc xem như kết cấu thân thể ngoại hình cùng nhân loại ở gần nhất một loại Pokemon, nếu như không phải làn da hiện lên màu tím nhạt, bộ mặt bảo lưu lấy giống thằng làng đồng dạng trước lồi hôn miệng, mà chốc cùng một nhân loại cơ bắp tráng háng không có khác gì. Hào Nghe thấy Rionin thanh âm, mà chốc trên mặt lộ ra một vòng cưng chiều tiếu dung, vô luận là đã rời nhà cầu học toi, vẫn là trong nhà Rionin, Kikiri hai huynh muội có thể nói đều là ma chốc nhìn xem lớn lên. Thoáng chớp mắt đều là mười mấy năm qua đi, lúc trước cái kia thích leo đến trên người nó bóp nó bắp thịt tiểu gia hỏa, bây giờ cũng lớn thành người thiếu niên, bất quá Rionin trong mắt đối với nó thân cận nhưng thủy chung không có biến. Ma chốc thực lực mặc dù không mạnh, bất quá đảm nhiệm lên giúp ba huynh mùi thu phục ban đầu Pokemon nhiệm vụ ma chốc, ở trong mắt Rionin lại phi thường vĩ đại, ma chốc tự như là cha mình thân huynh đệ, là bọn hắn cái này nhà năm người một phần tử. Đi thôi. Đem cửa xe khóa kỹ, Nin đi theo phụ thân bên người, mà chốc đi ở đằng trước đầu, hai người một sủng hướng phía núi rừng bên trong đi đến. Sột sột soạt soạt. Sáng sớm trong rừng không khí phi thường tươi mát, không giống với trong thành thị dòng xe cộ ồn ào náo động xuyên toa âm thanh, trong núi rừng có chỉ là các loại hoang dại các Pokemon hoạt động thanh âm. Vừa xuyên qua một chỗ lùm cây, đằng sau gò đất nhỏ đang dùng móng vuốt kề cận hạt sương thay đổi sắc mặt trác ta ta cơ cảnh vô cùng, nhìn thấy đột nhiên từ bụi cây đằng sau xuất hiện ma chốc cùng Rio Ninh phụ tử, tiểu gia hỏa về một tiếng bay tán loạn ra ngoài, tiến vào một cái mô đất bên trong hang động không thấy thân ảnh. Trường kỳ sinh hoạt tại giả ngoại Pokemon, bởi vì muốn đối mặt thiên địch công kích, không chỉ có tính công kích rất mạnh, mà lại cũng so với sinh hoạt tại thành phố phòng chăn nuôi bên trong bồi dưỡng ra được Pokemon càng thêm nhạy bén. Ma chốc tiếp tục đi tới, ngược lại là phụ thân Kikigo rất kiên nhẫn giúp hắn làm giảng giải đến, lão ba bề ngoài mặc dù nhìn rất thô kệch, nhưng ở chính mình hài tử trước mặt, lại phá lệ ôn nhu, đây là Rionin là một người người xuyên Việt, lại có thể tán thành cái này lão ba nguyên nhân. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 03 Nhận sủng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cô Tại Celadon City phía bắc trong núi rừng, Tiết Ghi cũng không phải là cái gì hy hữu Pokemon. Xác thực nói tại canto địa khu bất kỳ chỗ nào, Piki đều là lại so với bình thường còn bình thường hơn Pokemon. Hai cha con đề phòng cùng sau lưng ma chóc, bốn phía tìm kiếm, Celadon City phía bắc sơn lâm mặc dù không có danh tự, nhưng cũng là vượt ngang Pewter, Celadon, Cerulean ba tòa thành phố lớn rừng rậm, bên trong nghĩ lại lấy rất nhiều nguy hiểm hoang dại Pokemon. Kikigo đối với thực lực mình rất có tự mình hiểu lấy, hắn cũng không có hướng rừng chỗ sâu đi chỉ là mang theo ma chốc tại Sơn lâm bên ngoài tìm kiếm, trên đường đi Rattata, Caterpie, Wedel, Otis. Gặp qua không ít, bọn hắn lần này cần tìm Piggy cũng gặp phải không ít, bất quá Rionin cũng không có lựa chọn thu phục. Làm dưới tay hắn cái thứ nhất Pokemon, mặc dù đã quyết định thu phục Piggy, nhưng hắn cũng không phải là không có một chút truy cầu, đồng dạng là Piggy, cũng có thiên phú cao thấp phân chia, đối với cái này hắn vẫn tương đối bắt bẻ. Nhi tử, ngươi nhìn con kia thế nào? Vì thu phục cái thứ nhất Pokemon, Rionin có thể nói là sớm làm đủ công phu, đối với Piki làm sao thông qua ngoại hình phán đoán tư chất, trong lòng của hắn cũng vẫn là có chút số. Đẩy ra trước mắt một đám bụi cây, Kikigo chỉ chỉ đường rừng bên trên con kia lạc đàn Pikki, nhưng đầu nhẹ giọng hướng Rionin hỏi, đối với trước mắt cái này Pikki tư chất thế nào hắn cũng nhìn không ra cái gì, bởi vậy trực tiếp để chính Rionin quyết định. Tuyết ghi cá tính rất ôn hòa, sẽ tận lực né tránh chiến đấu, khi nó gặp phải địch nhân lúc lại chủ động tránh né, hoặc chế tạo các bụi cũng nhờ vào đó chạy trốn. Từ thân thể phát dục bên trên nhìn, cái này tuyết ghi cũng không tính xuất chúng, bất quá nhãn thần cũng rất linh động, hiển nhiên nó phi thường thông minh, khó được gặp được một con lạc đàn tuyết ghi, vậy liền quyết định là nó. Rionin ngưng thần quan sát một chút cái này ngay tại đường rừng lá rụng bên trong mổ lấy cái gì tuyết ghi nói. Đã dạng này, vậy liền giao cho ta đi. Chính như Rionin nói, Tiki làm kiểu quần cư chim Pokemon, mặc dù tại Kanto địa khu rất phổ biến, nhưng bình thường đều là trên không trung thành quần kết đội phi hành, thu phục hay là vô cùng khó khăn. Cho dù bọn họ hai cha con chuyên môn chọn sáng sớm Tiki kiếm ăn khoảng thời gian này, muốn gặp được lạc đàn, đồng thời thiên phú tư chất lại cũng không tệ lắm Tiki, cũng vẫn là muốn nhìn vận khí. Cũng may trước mắt cái này Tiki tư chất vào Rionin mắt, Kikigo tự nhiên không có gì đáng nói, hai cha con đẩy ra ẩn thân bụi cây đi ra, còn bên cạnh Ma Chốc thì là đem trong tay miếng đất hướng ghi đánh qua, đồng thời một cái khiêu khích động tác phòng ngừa ghi bay đi. Cô để Rionin hơi kinh ngạc chính là miếng đất còn không có đập trúng, cái này ghi liền rất nhạy bén né tránh, nhìn xem từ sau lùm cây mặt đi ra hai người một sủng, ghi ánh mắt bên trong vậy mà không có nửa điểm vẻ kinh ngạc. Đã sớm phát hiện chúng ta sao? Xem ra cái này Tskipy so với ta dự đoán còn muốn thông minh a. À? Tskipy phản ứng để Ma Chóc sửng sốt một chút, bất quá Rionin lại tương đương hài lòng, so với thu phục một con thân thể phát dục đến vượt xa bình thường Tskipy, hắn càng thêm nguyện ý thu phục một con phi thường có linh tính, đầu thông minh Tskipy làm hắn cái thứ nhất Pokemon. Đã như vậy, vậy liền tấn công chính diện đi, Ma Chóc sử dụng Tan, khiêu khích. Lúc này Tskipy đã bay lên, bất quá nó cũng không có đào tẩu nhìn trước mắt khí tức mạnh mẽ hơn nó ma chốc, Rionin vậy mà từ Piggy trong mắt thấy được một vòng chiến ý. Hiếu chiến như vậy Piggy cũng không phổ biến. Rionin đối trước mắt cái này Piggy càng phát hài lòng, ý vào chính mình có phi hành ưu thế, đánh không lại còn có thể trốn, đây chính là Piggy lúc này tâm lý khắc họa. Cô! Nhào nhào mà chốc bên này tan, khiêu khích, có hiệu lực, ghi vuốt cánh, một thân hạt vũ, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn Piggy, trên thân hiện lên một vòng bạch quang, giống một đạo rời dây cung mũi tên bỗng nhiên hướng ma chốc đánh tới. Ma chốc, karate chấp, cổ tay chặt. Hào. Âm. Um. Hào. Âm. Um. Kikigo bên này chỉ lệnh vừa hạ đạt, tiết ghi quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, đã đâm vào ma chốc trên thân, tiết ghi mặc dù hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng giống mũi tên đồng dạng mỏ nhọn, vẫn là đâm đến ma chốc một trận bị đau. hu thô, cũng may bên này trường kỳ tại trên công trường làm việc ma chóc, cũng đoán luyện tới tay mắt lanh lẹ, bắp thịt trắng chắc cánh tay hô một tiếng vung ra, một cái karate chop, cổ tay chặt, trong nháy mắt đem tuyết ghi cho ném bay ra ngoài. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nện ở một cây cây trên cành cây, so với dùng quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, cho ma chốc tạo thành tổn thương, hiệp một dao phong tuyết ghi xem như bị thiệt lớn. Đừng để hắn chạy, tiếp tục sử dụng tan, khiêu khích, Hệ cách đấu Pokemon lực công kích mạnh phi thường, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là công kích từ xa năng lực rất yếu, Ora loại kỹ năng này, phổ thông Pokemon là không có cách nào học được, mà Focus Blast, khí hợp đạn, loại này hệ cách đấu cao cấp chiêu thức, chỉ có hơn 10 cấp ma chóc, càng thêm không có khả năng nắm giữ. Lo lắng vừa rồi bị thương sẽ để cho Piggy đào tẩu, Kikigo lần nữa để ma chóc sử dụng Tan, khiêu khích, kỹ năng. Cô Kikigo phỏng đoán không sai, vỗ cánh lần nữa bay lên tuyết ghi, đang định đào tẩu, kết quả ngẩng đầu đối đầu ma chốc cái kia khiêu khích tràn đầy ánh mắt, nguyên bản sinh lòng khiếp ý tuyết ghi, trong lòng không khỏi vì đó sinh ra một cổ nộ khí, kêu rột rột một tiếng, vuốt cánh lần nữa hướng ma chốc phát khởi tiếng công. Hô hô! Không biết là trùng hợp, vẫn là cái này tuyết ghi thật phi thường thông minh, bị tan, khiêu khích, đến đã có chút đánh mất lý trí tuyết ghi, cũng không có lựa chọn giống trước đó như thế dùng quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, công kích, mà là vuốt cánh hướng ma chốc sử dụng Goose, gió xoáy. Hào Goose, gió xoáy, phá động dưới, cánh rừng bên trên cành khô lá héo úi giống như bão tố hướng ma chốc đánh tới, hệ phi hành tuyệt chiêu đối cách đấu Pokemon tổn thương gấp bội, dù là trước mắt Pit ghi chỉ là mấy cấp thực lực, nhưng Goose, gió xoáy, công kích đến vẫn là để ma chốc rất khó chịu. Phanh Cô nhào nhào. Đột nhiên, mà chốc xoay người từ bên chân móc lên một viên nắm đấm lớn tảng đá, hai con mắt hiếp lại, xoay tròn cánh tay hướng đối diện tuyết ghi đập tới. Cái này cũng có thể. Để Rionin có chút ngoại ý liệu là, chiêu này ném tảng đá hiệu quả kinh người, mà chốc chính xác rất không tệ, tảng đá cứng rắn trực tiếp đánh trúng tuyết ghi thân thể. Cái này tự cho là cái óc rất thông minh tuyết ghi, cô cô kêu lên một tiếng sợ hãi, thân thể rơi xuống tại đường rừng bên trên cánh nhào vẫy động mấy lần, trực tiếp hôn mê đi. Peter City kiến trúc trên công trường cho bụi cũng rất nặng, ma chốc đã sớm quen thuộc. Kikigo còn tưởng rằng Rionin là đang kinh ngạc ma chốc chính xác, nhếch miệng cười một tiếng giải thích nói. Dạng này a, à, Rionin sắc mặt cổ quái cười cười, tiếc ghi goose, gió xoáy, đối hệ cách đấu ma chốc tổn thương gấp bội, vừa rồi ma chốc chiêu kia ném tảng đá công kích, lại có tính không là một chiêu khắc chế tiếc ghi hệ nham thạch công kích đâu tốt rồi Nin, nhanh thu phục nó đi. Nơi này mặc dù là rừng bên ngoài, nhưng bên này cũng không phải hoàn toàn không có cường đại hoang dại Pokemon, nếu như hai cha con bọn họ vừa vặn vận khí lưng gặp, đến lúc đó liền nguy hiểm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 04 Ân oán Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tại nhân loại văn minh phát triển đến cường đại như vậy hôm nay, Giả ngoại vẫn như cũ là hoang dại Pokemon thiên đường, trừ phi là thủ hạ có được cường đại Pokemon huấn luyện gia, mà đối với người bình thường tới nói giả ngoại vẫn như cũ là sinh mệnh cấm khu. Tốt, đi thôi, Pokeball. Từ miệng trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị xong Pokeball, Rionin dùng không biết luyện tập qua bao nhiêu lần động tác, hướng đường rừng bên trên đã hôn mê Piggy ném tới. Hô nặng nề mà hô một hơi bình thường trong mắt cha mẹ luôn luôn biểu hiện được rất thành thục ổn trọng Rionin, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một vòng khẩn trương thấp thỏm chi sắc. Đừng lo lắng, mất đi năng lực chiến đấu hoang dại Pokemon, thu phục tỷ lệ thành công là rất cao. Bàn tay lớn vuốt vuốt Rionin một đầu hơi cuộn màu trà tóc ngắn, Kikigo nhếch miệng ngu ngơ cười một tiếng an ủi, từ nhỏ liền không khóc không nháo Rionin, hắn thấy thật sự là có chút không có tiểu hài tử dạng chỉ có trước mắt Rionin nhìn chầm chầm lắc lư Pokeball, một mặt lo lắng bất an dáng vẻ. Hắn lúc này mới cảm giác chính mình cái này nhi tử thật chỉ là cái 13 tuổi thiếu niên, đối Pokemon ước mơ về điểm này, Rionin cùng cái khác hài tử, thậm chí. Chỉ có hơn chứ không kém. Bill, Bill, trong vắt, hô. Thành công. Pokeball kịch liệt lắc lư hai lần, rốt cục phát ra một tiếng êm tai thanh minh, Rionin sợ lên ngực. Viên kia nổi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất Từ nay về sau Hắn cũng là có thuộc về mình Pokemon người Ta thu phục Pidgey Nhặt lên trên mặt đất Pokeball So với trước đó cảm giác lạnh như băng Giờ phút này trong tay Pokeball nhiều hơn mấy phần nhiệt độ Cái này khiến Rionin trong lòng phi thường chân thật Rất là Chunibio dựng lên cái cái kéo tay Cầm Pokeball Rionin trên mặt đã cười nở hoa Như là đã thu phục đến Pidgey Vậy chúng ta mau trở về đi thôi đoán chừng mẹ ngươi đã mua thức ăn trở về, chờ một lúc ngươi còn phải đem Piggy mang đến Pokemon trung tâm, để y tá doi hỗ trợ trị liệu một chút thương thế. Kikigo cười ha ha nói. Được. Không biết có phải hay không là thành công thu phục Piggy nguyên nhân, đường trở về phản phất biến thành càng thêm nhanh, xuyên thấu qua ngọn cây quan sát mặt trời tìm đúng phương hướng, rất nhanh hai cha con liền ra khỏi sơn lâm, ngồi lên chiếc kia có chút cũ xe jeep. Một đường hướng phía nam nhà tiến đến còn có hai tháng liền khai giảng, Rionin muốn hay không lão ba ta dẫn ngươi đi Saffron City trung cấp trường học nhìn một chút. Lại đốt một điếu thuốc lá, cái này mỹ lệ lại tinh khiết, cư dân bình quân tuổi thọ phá trăm thế giới, phản phất căn bản cũng không có hút thuốc lá có hại cho sức khỏe cái này khái niệm, nghe được lời của cha, Rionin ánh mắt từ trong tay poke bộ bên trên giời, nhìn thoáng qua lão ba tràn đầy râu quai nón bên mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Không cần, hai tháng này ta muốn giúp Thuyết Ghi tăng lên một ít thực lực, mà lại ta đã tìm một phần kim chức. Rionin suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt lão ba hảo ý, Celadon City khoảng cách Saffron City cũng không xa, hai tòa thành thị tầm đó lại thông đường sắt cao tốc, hơn 20 phút liền có thể đến. Hắn mới từ Celadon City sơ cấp trường học tốt nghiệp, dưới mắt lại đạt được thuộc về mình Pokemon, so với đi Saffron City nhìn trường học, hắn cảm thấy cùng Thiết ghi giao lưu tình cảm, Thông qua một chút cơ sở huấn luyện đem ăn ý tăng lên trọng yếu nhất. Tốt a, à, đã ngươi nói như vậy quên đi, dù sao từ nhỏ ngươi liền rất có chủ ý của mình. Tốt a, à, đã ngươi nói như vậy quên đi, dù sao từ nhỏ ngươi liền rất có chủ ý của mình. Kikigo nhổ một ngụm vòng khói, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Rionin, người trung niên này tráng háng trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng nho nhỏ thất lạc, tự như hắn nói như vậy, Rionin từ nhỏ đã rất có chủ kiến cũng phi thường hiểu chuyện không khiến người ta quan tâm. Bất quá nói là hiểu chuyện, còn không bằng nói Rionin tính cách có chút lạnh lùng, trong nhà cái khác hai đứa bé khi còn bé muốn mua cái gì đồ vật, đều là vừa khóc vừa gào, trên nhảy dưới tránh, mặc dù rất làm ầm ĩ nhưng cũng để hắn cảm nhận được phụ thân mang hài tử cảm giác. Nhưng Rionin không đồng dạng, từ nhỏ không thế nào thích nói chuyện, cũng không tranh cãi muốn mua đồ ăn vặt cùng đồ chơi, bình thường đều là yêu cầu dẫn hắn đi thư viện đọc sách, dù cho có đôi khi muốn mua cái thứ gì, cũng là dùng ngón tay một chút, sau đó chớp mắt không chuyển mà nhìn chầm chầm vào hắn. Dù là có đôi khi hắn cố ý không mua nghỉ đùa hắn một chút, Rionin cũng sẽ không khóc trống, chỉ là mấy ngày kế tiếp, hắn thả trong học tủ khói, mỗi lần chỉ có thể đến trong giỏ rác mới lật được đi ra. Một lòng muốn theo chính mình hài tử tăng tiến tình cảm phụ thân, lại gặp một tính tình lạnh lùng nhi tử mà nhiều lần gặp khó, chẳng lẽ lại kiếp này phụ tử đời trước thật sự là cựu nhân không thành. Nếu như Rionin biết Kikigo giờ phút này ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ nói hai người không phải lên đời có thù, mà là đời này có oán. Linh hồn xuyên qua đến trong bụng mẹ, mới từ lão mụ trong bụng sinh ra, cũng bởi vì không khóc không nháo trận tròn mắt đánh giá chung quanh một trận, liền bị hắn cái này tiện nghi lão ba, hô hô tại trên mông quốc hai bàn tay, nếu như cái này cũng còn không tính có thù, kia cái gì mới tính có thù lại tìm phần kim chức sao, lần này lại là làm cái gì, vẫn là sách báo nhân viên quản lý sao. Lắc đầu dứt bỏ trong lòng những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, ánh mắt nhìn ngang phía trước, vừa lái xe Kikigo một bên hỏi. Ừm. Rionin lên tiếng, xem như trả lời. Ngươi tiểu tử này, nhìn nhiều năm như vậy sách, Celadon City trong tiệm sách sách ngươi còn chưa xem xong a? À? Nghe thấy Rionin trả lời, Kikigo không khỏi một trận buồn cười. Lúc trước vì chính miệng nghe tiểu tử này gọi hắn một tiếng ba ba, hắn lúc trước thế nhưng là đem Rionin làm cái tiểu tổ tông đồng dạng cúng bái, nằm trên đất để Rionin kỵ lớn mã, từ bốn tuổi lên liền mỗi ngày rút ra một chút thời gian, mang Rionin đi hắn thích Celadon City thư viện cùng hắn đọc sách. Đối với một chữ to không biết mấy cái cậu thả hán tử, không thể hút thuốc, không thể lớn tiếng nói chuyện Celadon City thư viện, hắn thấy đơn giản chính là một cái ngục giam, không, ngục giam đều so với thư viện thú vị mấu chốt nhất là vì lấy lòng cái này tiểu tổ tông, Kikigo còn phải giả bộ như cùng hắn rất có cộng đồng yêu thích, cầm một quyển sách chậm rãi bồi tiếp lật, cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, tại Rionin 7 tuổi đại yếu tiện hắn đi sơ cấp trường học đi học buổi sáng hôm đó, Rionin rút cục hô hắn một tiếng lão ba. Kikigo đến bây giờ cũng còn quên không được ngày ấy, quên không được cái kia tình không vạn lý, ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Nhiều sách như vậy, thấy thế nào cho hết? hơn nữa nhìn qua cũng là sẽ quên, nhìn nhiều nhìn cũng không có chỗ xấu, huống chi một giờ còn có 15 đồng tiền tiền lương. Lần này hai cha con ngược lại là tâm hữu linh tê, tại Kikigo nhớ lại lúc trước bồi Rionin ngồi sổng thư viện cái kia đoạn gian khổ tuế nguyệt, Rionin đồng dạng nhớ lại cái kia đoạn thời gian tốt đẹp, trong đầu tiện nghi lão ba tại thư viện đứng ngồi không yên, như cái được nhiều đồng chứng hài tử bộ dáng, bây giờ ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất Hokikigo lão ba vào cái ngày đó, kia là hắn đi Celadon City sơ cấp trường học đi học buổi sáng, kia bên ngoài trời tiếng sấm chớp, gió táp mưa xa. Phu phu phu. Lão mụ, ta trở về. Cũ xe jeep dừng ở trong viện, Rionin lớn tiếng hướng trong phòng thét lên, gỗ đá trên dưới phân đoạn hai tầng lầu cát, cộng thêm một cái viện, ngoại trừ gần đây vùng ngoại thành khu vực. Celadon City nội thành liền nhà hắn điều kiện này, không thể ở nổi như thế xa hoa, biệt thự. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 05 Ban đầu Pokemon Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Rionin, thế nào, thu phục đến ban đầu Pokemon sao? Bọn hắn bên này xe vừa lái vào sân, một cái mặt tạp về xinh đẹp mỹ phụ đi ra, nhìn xem khí chất ôn nhuận như lan lão mụ. Rionin mỗi lần cảm thán chính mình cái này tiện nghi lão ba thật sự là có phúc khí bất quá cũng may mà chính mình lão mù lớn lên đẹp mắt, mà lớn lên tương đối theo mẹ nó Rionin, nhàn giá trị cũng là thỏa thỏa. Từng lão ba giúp ta thu phục đến một con Pokemon. Dương lên trong tay Pokéball, Rionin trên mặt mang mỉm cười nói, không giống với hắn kiếp trước trên TV nhìn qua cái khác xuyên qua, trực tiếp dấn thân vào tại trong bụng mẹ Rionin, trải qua nhiều năm như vậy đã sớm dung nhập vào cái gia đình này, cũng dung nhập vào thế giới này. Nhị ca, ngươi thu phục đến là cái gì Pokemon a? À? Nghe được trong viện thanh âm đang đánh trò chơi Kikiri, lại là hùng hùng hổ hổ mở ra một trận tật chạy, từ trên lầu vọt xuống tới, duỗi cổ trong mắt tràn đầy mong đợi hỏi. Là một con Pikachu. Rionin dương lên Pokéball nói đến. Hệ phi hành Pokemon sao? Bị hệ điện khắc chế a. À? Dù sao đối Rionin thu phục một con Pikachu không ông cái gì hy vọng. Bất quá đột nhiên nghe được nói hắn thu phục chính là một con thuyết ghi, kiki. Kikiri phấn lam gọng kính tròn dưới con mắt lập tức sáng lên. Khắc chế thì thế nào, Pokemon đối chiến thắng thua, cũng không phải từ thuộc tính liền có thể hoàn toàn quyết định. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Kikiri, Rionin khó được ngữ khí tràn đầy khiêu khích ý vị, không biết có phải hay không là bởi vì đặc biệt thích chơi đùa nguyên nhân, hắn cái này chỉ so với hắn nhỏ hơn một tuổi mùi mùi, vô cùng thích tranh cường háo thắng trước kia Rionin hắn mặc dù biểu hiện được tính tình ôn hòa, vậy cũng chỉ là bởi vì trong tay hắn không có Pokemon, đồng thời hắn rõ ràng hơn về sau nếu như muốn tại huấn luyện gia một đạo bên trên đi được lâu dài, nguyên bác Pokemon tri thức là nhất định, trước kia thời gian của hắn trên cơ bản là dùng tại học tập bên trên. Bây giờ rốt cuộc có thuộc về mình Pokemon, trong lúc nhất thời hắn cảm giác cả người đột nhiên tràn đầy sức sống. Thôi đi, người mau đem ghi phóng xuất nhìn xem. Đối với Rionin thuyết pháp, Kikiri cũng không hề để ý, ai bảo nàng còn không có đi đến liên minh yêu cầu tuổi tác, trong tay còn không có Pokemon đâu. Vừa rồi thu phục thời điểm bị ma chóc đánh bất tỉnh đi qua, ta còn muốn đi Pokemon trung tâm giúp nó trị liệu một chút. Rionin không có nghe Kikiri lời nói lung tung dày vò, trực tiếp cự tuyệt nói. Tốt à! Nghe Rionin nói như vậy, Kikiri trên mặt cũng không có cái gì vẻ thất vọng, tự như ngay từ đầu Kikigo nói, Pikki loại này Pokemon tại Kanto địa khu bất kỳ địa phương nào đều là rất thường gặp Pokemon. Tại Celadon City sơ cấp trường học học tập thời điểm, trường học lão sư thường xuyên sẽ đem chính mình Pokemon phóng xuất, cùng các học sinh tiếp xúc thân mật, có đôi khi sẽ còn mời một chút huấn luyện gia tới, để các học sinh tiếp xúc gần gũi đủ loại Pokemon. Đối với Rionin thủ hạ Pikki, Kikiri cũng chỉ là có như vậy một chút hứng thú thôi, nếu như Piggy có thể tiến hóa thành cuối cùng hình thái Piggot, cái kia mới tính được là bên trên là rất hy hữu, dù sao cũng không phải là mỗi một cái Piggy đều có thể tiến hóa Piggot. Nếu như nói Piggy là nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối phổ thông chim tước, như vậy Piggot chính là thực sự mảnh cầm, bay lượn tại trời xanh bên trên thiên không vương người, phải biết Pokemon Pocket bên trên miêu tả, Piggot thế nhưng là có thể lấy hai mạch tốc độ bay đi. Mà hai mạch tốc độ đến cùng là cái gì khái niệm, Mách vận tốc âm thanh, hai mạch thì là gấp hai vận tốc âm thanh, vận tốc âm thanh là 1224 km, hát, nói cách khác Tuyết Gót có thể dùng 2448 km trên giờ tốc độ bay đi. Đây vẫn chỉ là phát dục phổ thông Tuyết Gót cực hạn tốc độ phi hành, nếu như cái này Tuyết Gót có làm qua lâu dài chuyên môn huấn luyện phi hành, tin tưởng nó tốc độ phi hành sẽ càng thêm kinh người. Phải biết Tuyết Gót thế nhưng là có thể mega tiến hóa. Rionin trong lòng âm thầm nghĩ tới, đây mới là hắn thu phục Pikki làm chính mình ban đầu Pokemon nguyên nhân chủ yếu. Hai đoạn tiến hóa Pokemon, bình thường tới nói ngay từ đầu đều so với ba đoạn tiến hóa Pokemon mạnh hơn, tự như đồng dạng là ban sơ giai đoạn chim Pokemon, Sphero liền phổ biến so với Pikki thực lực mạnh hơn. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn thu phục Sphero, bởi vì Sphero tiến hóa thành Ferro về sau, liền đã tiến hóa chấm dứt, so với có ba đoạn sau tiến hóa mặt thậm chí còn có thể mega tiến hóa Pitcock, Spiro tiềm lực lại là nhỏ hơn rất nhiều. Ban đầu Pokemon thường thường là huấn luyện gia trúc xuống tinh lực cùng tình cảm nhiều nhất con kia Pokemon, Rionin hắn không hy vọng tương lai bởi vì nó thực lực tăng lên quá chậm, thậm chí là đình trệ mà vắng vẻ nó, cho nên tốt nhất từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn một con tiềm lực tương đối cao Pokemon. Vậy ta trước mang Pitgy đi Pokemon trung tâm ngồi lên lão ba xe jeep, hai cha con đi hướng Pokemon trung tâm tiến đến. Buổi chiều lão ba còn muốn chạy về Peter City công trường đi, bởi vì lần này muốn giúp hắn thu phục ban đầu Pokemon nguyên nhân, mới chuyên môn xin phép nghỉ gấp trở về, không phải bình thường đều là một tuần trở về một ngày. Trong nhà lão mụ càng là bởi vì tại phòng chăn nuôi công tác nguyên nhân, chỉ có sáng trưa tối đợi trong nhà, Rionin hai huynh muội bình thường cũng coi là phi thường tự do. Bình thường hắn liền nhìn xem sách, thỉnh thoảng đi Celadon City thư viện dùng máy tính điều tra thêm tư liệu, mà Kikiri thì là trạch trong nhà chơi game, ngẫu nhiên thì là chạy đi Celadon phòng trò chơi chơi game, dù sao thả nghĩ đông đến nay hai huynh mùi mỗi ngày sinh hoạt đều là rất có quy luật. Chẳng qua hiện nay có ban đầu Pokemon, như vậy việc hắn muốn làm liền dần dần nhiều, dựa theo ngay từ đầu dự tính, buổi sáng giúp Pokemon làm một chút cơ sở huấn luyện, nhưng mà buổi chiều đến Celadon thư viện làm kim chức, đích pokémon trung tâm ở vào celadon city trung tâm thành phố từ vùng ngoại thành nhà chậm rãi tiến vào thành khu chung quanh thời gian dần qua trở nên náo nhiệt màu xanh lá thảm thực vật chậm rãi giảm bớt cho đến hoàn toàn biến mất bốn phía nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau cầu vượt lên xe tử xuyên lưu không thôi thành phố lớn nhanh tiết tấu tại những thứ này chỗ rất nhỏ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế y tá doi ta pokémon liền nhờ ngươi lái xe bỏ ra hơn 20 phút đuổi tới Pokemon trung tâm, tại Pokemon thế giới sinh sống hơn 10 năm, Rionin còn là lần đầu tiên đến Pokemon trung tâm, bất quá cái này cũng cũng không kỳ quái, dù sao lấy trước hắn cũng không có Pokemon. Yên tâm giao cho ta đi, rất nhanh nó liền sẽ khôi phục. Y tá doi quả nhiên cùng trong truyền thuyết miêu tả như vậy ôn nhu, nụ cười ngọt ngào phản phất có thể chữa trị hết thảy phiền não cùng không vui. Hai cha con không hề rời đi, ngay tại Pokemon trung tâm hương nhàn khu ngồi chờ, đại khái 5-6 phần phút sau, quảng bá nhắc nhở hắn Pokemon đã hồi phục tốt rồi. Làm tốt khôi phục, vậy chúng ta liền trực tiếp trở về đi. Lái xe trở lại vùng ngoại thành khu nhà, nhìn một chút trên cổ tay vận động đồng hồ, thời gian đã là 11.36, lúc này ánh nắng đã có chút nóng rực, Rionin không giống như ngày thường giúp lão mụ hái đồ ăn, bởi vì Piggy vừa mới thu phục, Hắn nhất định phải cùng Kiki thành lập được cơ sở nhất thân mật quan hệ, đây là một cái hợp cách huấn luyện gia hẳn là cân nhắc đến sự tình. Kikiri xuống tới giúp Mụ Mụ hái đồ ăn. Rionin mới vừa lên lầu, liền nghe đến dưới lầu mẹ thanh âm. "Không nha, gọi nhị ca giúp ngươi làm, ta chính chơi đùa đâu." Kikiri thanh âm từ Rionin căn phòng cách vách truyền đến. "Nhanh à, ta đến tới ba, lại không xuống tới." ta nhường ngươi cha đem ngươi máy chơi game đầy đủ tịch thu. Tới rồi. Tới rồi. Sát vách quán niệm tràn đầy thanh âm, để Rionin một trận trọng vui. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 06 Tăng độ yêu thích Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Phanh Nhấn dưới pokeball ở giữa chốt mở, nhỏ bé chùm sáng màu đỏ bắn ra tại bệ cửa sổ bên cạnh bàn đọc sách một con nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon xuất hiện ở trên mặt bàn. Trước đó mặc dù là bị ma chóc dùng tảng đá nện hôn mê bất tỉnh, nhưng Piggy vẫn là biết mình đã bị nhân loại huấn luyện gia thu phục, từ Pokeball bên trong đi ra, Piggy vỗ vỗ cánh cũng không có đào tẩu dự định. Một đôi đen bóng con mắt sáng tỏ mà có thần, lúc này tiểu gia hỏa này chính nghiêng đầu qua đánh giá Rionin. Bất quá lúc này Rionin nhưng không có phản ứng nó, mà là quay người tại bên giường trong tủ gỗ tìm kiếm lấy cái gì Rất nhanh tại Piggie có chút không rõ ràng cho lắm ánh mắt bên trong Rionin ông một cái choai choai hộp giấy nhỏ lại đi tới Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi Đem hộp giấy nhỏ đặt ở trên bàn sách Piggie phản phất có chút chấn kinh giống như về sau nhảy hai bước Mắt nhỏ bên trong lộ ra một vòng e ngại Rionin hướng Piggie lộ ra một vòng nụ cười thân thiện Lên tiếng an ủi liền cùng Kikigo nói như thế trường kỳ sinh hoạt tại giả ngoại Pokemon, bởi vì sinh tồn điều kiện khác biệt để bọn chúng biến thành phi thường cảnh giác, mà lại Piggy còn không phải chính Rionin thu phục, bởi vậy dù cho Piggy trên đầu không có độ thiện cảm, Rionin cũng có thể đoán được Piggy đối với hắn hảo cảm hẳn là vô cùng thấp. Bất quá để hắn may mắn chính là, cái này Piggy rất thông minh, cũng rất thức thời, cũng không có trước tiên làm ra cái gì quá kích cử động, cái này cho hắn chậm rãi tăng độ yêu thích cơ hội. Buổi sáng tại ngươi kiếm ăn thời điểm tìm ngươi chiến đấu, đoán chừng hiện tại bụng của ngươi vẫn là đói bụng đi, đến, nếm thử ta chuẩn bị cho ngươi đồ ăn. Rionin từ trong hộp lấy ra hai cái rưỡi lớn cái túi, sau đó dùng Pokemon dùng mâm thức ăn, phân biệt đổ hai cuộn đồ ăn, đẩy lên Piki trước mặt. Piki là ăn tạp tính chim Pokemon, bình thường sinh hoạt tại giả ngoại Piki chủ yếu lấy Berry cùng tiểu côn trùng làm thức ăn bởi vậy Rionin hai loại phối liệu Pokemon đồ ăn đều mua một túi. Coco nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn Rionin biểu lộ, tiếc ghi trong mắt sợ hãi chi sắc lại rút đi rất nhiều, giống như Rionin nói như vậy, tiểu gia hỏa này lúc này bụng hoàn toàn chính xác còn đói bụng. Rionin nhan giá trị không sai, ôn hòa khí chất tuy nói khả năng không lớn để một con Pokemon nhanh chóng thân cận hắn, nhưng cũng sẽ không để đối phương cảm thấy quá mức sợ hãi cùng mâu thuẫn. Quả nhiên tại Rionin chân thành thân mật dưới con mắt, đối độ ăn khát khao vẫn là chiến thắng ghi trong lòng còn sót lại đề phòng. Tiểu gia hỏa thân thể hướng phía trước đụng đụng, rất nhanh liền chui đầu vào hai cái mâm thức ăn bên trong mổ, hiển nhiên đối với ăn tạp tính Tsukigi tới nói, Rionin chuẩn bị hai loại khẩu vị độ ăn, nó đều rất thích. Tăng độ yêu thích bước đầu tiên, cho ăn hoàn thành. Gặp ăn đến say sưa ngon lành Rio Rionin nụ cười trên mặt biến thành càng thêm sáng lạng. Kỳ thật Trionin lo lắng có hơi quá, hoang dại Pokemon đối với nhân loại hoàn toàn chính xác có rất nặng đề phòng tâm lý, bất quá đó cũng không phải tất cả hoang dại Pokemon đều là dạng này. Giống Pikki loại này Pokemon bản thân tính cách liền phi thường ôn hòa, bình thường lại ưu thích thành quần kết đội từ thành phố trên không bay qua, đối với nhân loại mâu thuẫn cũng không có cái khác hoang dại Pokemon nặng như vậy. So với Spiro, Bedrill, Primate loại này tính tình dễ giận, nhận một điểm quấy nhiễu liền sẽ phát động công kích Pokemon. Ghi đích thật là người mới huấn luyện gia lựa chọn tốt nhất. Ghi bề ngoài trước mặt thế gia hương nông thôn hôi vũ chim sẽ rất tương tự, bộ mặt, phần bụng cùng cánh cuối cùng lông vũ vì màu bơ, mà thân thể những bộ vị khác lông vũ thì là hiện lên màu nâu, tại nó con mắt màu đen chung quanh mọc ra một chút màu đen nhỏ bé lông vũ. Thiết ghi mỏ cùng móng vuốt đều là hiện lên cạn màu hồng tím, ba chỉ móng vuốt, hai cây hướng phía trước, một cây hướng về sau, Tiki móng vuốt cũng không tính quá bén nhọn, dù sao giai đoạn này Tiki sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh. Tiki trên đỉnh đầu có ba đám lông vũ, hai bên lông vũ là màu bơ, mà ở giữa thì là màu nâu, cái này khiến cho nó nhìn có chút nghiêm túc. Lông đuôi từ ba đám màu nâu lông vũ tạo thành. bất luận nhìn thế nào, Tiki đều lộ ra như vậy mộc mạc, không đáng chú ý, đương nhiên Driolnin cũng không có khả năng từ cái này Tiki trên thân thấy cái gì chỗ đặc thù ngoại trừ cái này Ghi ánh mắt nhìn rất linh động. Ghi rất phổ thông. Nhưng mà vậy thì thế nào, hắn có lòng tin đem Ghi bồi dưỡng thành chân chính bay lượn tại bầu trời vương giả. Cô cô ăn xong Rionin cho ăn đồ ăn, Ghi đối Rionin độ thiện cảm tăng lên rất nhiều, trong mắt đã không nhìn thấy cái gì đề phòng, bất quá Ghi đối Rionin độ thiện cảm, còn không có đi đến loại kia có thể cùng hắn tiếp xúc thân mật trình độ. Minh bạch điểm này Rionin cũng không có vội vã đưa tay đi chạm đến nó, mà là từ trước người trong hộp lấy ra một thanh bàn chải. Đây là hắn chuyên môn đến Pokemon vật dụng trong cửa hàng mua, là chuyên môn dùng để vì chim Pokemon thanh lý lông vũ bàn chải. Piki, có muốn hay không ta dùng bàn chải giúp ngươi dọn dẹp một chút lông vũ, ngươi xem ngươi lông vũ đều loạn. Cô cô nghe Rionin nói nó lông vũ có chút loạn, tiểu gia hỏa lập tức nghiêng đầu hướng trên thân nhìn lại, Chim Pokemon bình thường đều phi thường chú trọng chính mình Long Vũ sạch sẽ, Tiết Ghi Long Vũ cũng không có loạn, bất quá nghe Rionin nói như vậy, nó nhìn một chút Rionin trong tay bàn chải, trong mắt cũng hiện lên một vòng ý động chi sắc. Cô gặp Rionin mặt mỉm cười cũng không hề động, Tiết Ghi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đem thân thể hướng phía trước đụng đụng. Vù vù Gặp Tiết Ghi đồng ý để hắn hỗ trợ thanh lý Long Vũ, Rionin trên mặt lập tức ý cười càng thịnh tay phải cầm bàn chải chậm rãi trên người nó xoát lên, Rionin động tác rất ôn nhu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ bắn ra tiếng đến, ấm áp ánh nắng, tăng thêm Rionin ôn nhu động tác, cái này ngay từ đầu còn đối Rionin có một ít đề phòng tâm tiểu gia hỏa, lúc này thoải mái con mắt đều biến thành trăng khuyết. Rionin một bên giúp thiết ghi chải vuốt lông vũ, gặp tiểu gia hỏa đối với hắn đã không có cái gì đề phòng tâm. Rionin lại duỗi ra tay vuốt vuốt Ghi trên gáy lông vũ, phía ngoài ánh nắng vừa vặn, Rionin trên tay nhiệt độ để Piggy cũng không có cái gì mâu thuẫn. Cô cô, Piggy thoải mái mà kêu to hai tiếng. Kiếp trước hắn nuôi qua một con mập mạp quýt mèo, hắn biết nên như thế nào cùng một con tràn ngập đề phòng tâm tiểu gia hỏa rút ngắn quan hệ. Tăng độ yêu thích bước thứ hai, thân thể tiếp xúc hoàn thành. Nhìn xem ôn thuần Piggy, Rionin trong lòng đã trong bụng nở hoa, quả nhiên lựa chọn Piggy làm ban đầu Pokemon là chính xác. Không nói ghi tương lai thực lực không gian phát triển, vẻn vẹn là tại tân thủ giai đoạn để nó tán thành chính mình cái này huấn luyện gia, ghi tính cách đối với người mới huấn luyện gia đều là rất thân mật. Phải biết rất nhiều huấn luyện gia, thu phục đến một chút tính công kích rất mạnh Pokemon, không chỉ có rất khó làm cho đối phương nghe theo chỉ thị của mình, tân thu phục Pokemon công kích huấn luyện gia đều là chuyện thường xảy ra, dù sao thu phục không phải là thuần phục, đại đa số hoang dại Pokemon đều là giả tính khó thuần. Piggy, về sau ta chính là ngươi huấn luyện gia rồi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Sờ lên tuyết ghi đầu, lần này quả nhiên không có kích thích đối phương đề phòng. Cô cô Rionin, xuống tới ăn cơm rồi. Lúc này dưới lầu truyền đến mẹ thanh âm. Tốt, lập tức. Rionin lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía trên bàn tuyết ghi. Lúc này tiểu gia hỏa cũng nghiêng đầu nhìn chầm chầm Rionin nhìn, vừa rồi lại là cho ăn lại là chải vuốt lông vũ, Tuyết ghi đối với hắn độ thiện cảm đã xoát đi lên, bất quá lúc này lấy lại tinh thần, tiểu gia hỏa vẫn là có một chút sợ người lạ. Cùng đi đi, Tuyết ghi. Rionin mỉm cười, không có đem Tuyết ghi thu hồi đến Pokeball bên trong, mà là giơ cánh tay lên đưa nói với Tuyết ghi. Coco gặp Rionin động tác, Tuyết ghi sửng sốt một chút, cuối cùng nhào vẫy quạt cánh bàn, tại trên bả vai hắn tìm cái vị trí thoải mái rơi xuống. À, Rionin ngươi rất lợi hại a. À? Một hồi thời gian đã cùng ghi thân mật như vậy, lúc trước ca của ngươi toi thế nhưng là bỏ ra một vòng thời gian mới khiến cho ban đầu Pokemon tán thành hắn. Đi xuống lầu, trông thấy Rionin trên bờ vai Piggy, ngay tại bưng thức ăn lão mụ cười hít mắt khích lệ nói, ha ha, ca của ngươi hắn lúc trước. Nhìn thấy Rionin trên bờ vai Piggy Kikigo cũng kinh ngạc một chút, bất quá ngược lại hồi tưởng lại toi lúc trước quýnh dạng, hắn đột nhiên lại phá lên cười. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 07 Thư viện làm công Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện audio Ăn cơm trưa, Kikigo lại lái xe về Peter City công trường đi, lão mụ Ryuko đồng dạng không chút nghỉ ngơi, trực tiếp ngồi cha hắn đi nhờ xe đi Celadon City nằm khu một nhà Pokemon phòng chăn nuôi đi làm. Nhà bọn hắn mặc dù không tính là nghèo, nhưng là không chịu nổi hài tử nhiều, vô luận hoa gì tiêu, vượt lên gấp 2-3 lần cũng sẽ không là một con số nhỏ, bọn hắn cái này nhà 5 người, toàn bộ nhờ cha hắn lão mụ hai người kiếm tiền, còn có hai tháng Rionin bên này liền muốn đi Saffron City đi học, mà Kikiri bên này khai giảng đồng dạng lại là một bút không ít học phí chi tiêu. Cũng may lão đại toi ở trường học biểu hiện phi thường ưu tú, hàng năm học bổng đã có thể đem chính mình học phí chống đỡ trực, tiền sinh hoạt cái gì cũng có thể tự mình làm kim chức kiếm, trên cơ bản không cần trong nhà quan tâm cái gì thật sự là cùng văn phú vũ A, à, xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền. Rionin thở dài trong lòng nói thầm. Hắn sau này muốn hướng cùng Pokemon có liên quan chức nghiệp phát triển, bồi dưỡng Pokemon thế nhưng là một bút không nhỏ tốn hao, mặc dù bây giờ dưới tay hắn mới thích ghi một con Pokemon, lúc này lấy sau hắn tất nhiên còn muốn thu phục cái khác Pokemon, nếu như không có tiền, thực tình không có truy cầu mơ ước tư cách. Đương nhiên hắn bây giờ còn nhỏ, niên kỷ mới 13 tuổi hắn, còn không đến mức muốn đi kiếm tiền hỗ trợ phụ cấp trong nhà chi tiêu, nhưng hắn nghĩ đến tối thiểu nhất không muốn tăng thêm trong nhà kinh tế gánh vác, dù sau đây cũng là chính hắn nhà. Kikiri, ta đi thư viện làm kim chức, chính ngươi đợi trong nhà đừng có chạy lung tung a. À. Phụ mẫu vừa ra cửa, Rionin bên này thu thập một chút, cũng rất mau ra đi, thư viện kim chức là một giờ chiều đến tối 8 giờ, 7 giờ, 1 giờ 15 khối, Mặc dù mỗi ngày chỉ có 105 khối tiền, nhưng bây giờ khoảng cách khai giảng còn có gần 2 tháng, đến lúc đó tích lũy xuống, nhưng cũng có gần hơn 6.000 khối tiền, đối với bây giờ trong tay chỉ có Pikachu một con Pokemon hắn tới nói, cũng là không sai biệt lắm đủ. Đương nhiên hắn cái này đủ rồi, cũng chỉ là giúp Pikachu mua sắm phổ thông Pokemon đồ ăn, nếu như muốn mua cao cấp hơn đồ ăn, hoặc là Pokemon Lock, kỹ năng học tập khí cái gì, vậy hắn tạm thời thật đúng là tâm không đủ sức. Bất quá đối với tình huống như vậy hắn đã sớm dự liệu được, vạn sự khởi đầu nan, hắn tin tưởng đều sẽ nghĩ tới kiếm tiền biện pháp. Ngươi để cho ta không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa A, à, nghe người mới là lạ, phải biết hôm nay trò chơi thành khiêu chiến thi đấu phần thưởng bên trong, thế nhưng là có 7 ngày phần sơ cấp Pokenlock. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, gặp Trionin bên này đã đi ra sân nhỏ, trên lầu Kikiri lầu bầu một câu, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt, chạy đến phòng ngủ chính dùng bên kia máy riêng, nhanh chóng bấm chính mình các tiểu đệ điện thoại, để bọn hắn tại Celadon phòng trò chơi chờ lệnh. soạt xoạt. Nhà bọn hắn ở vào Celadon City thành Bắc Khu, trên cơ bản là xe buýt có thể đạt tới nơi xa nhất, đi ra ngoài chính là một đầu hắc ín đường cái, trải qua ánh nắng nướng, trên đất lá khô biến thành phi thường dứt khoát, hướng trước mặt trạm xe buýt đi đến, dưới chân là lá rụng phát ra xoạt xoạt tiếng vỡ vùng. Phu 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 cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới trung tâm thành phố thư viện đi Rionin, thời gian bấm đến vừa vặn, tại đứng trên đài không chút các loại, xe buýt đã từ đằng xa lái tới. Tất Thẻ học sinh Tài xế là một cái thân hình mập ra đại thúc, vừa ý xe Rionin, cũng lộ ra một vòng nụ cười thân thiện, trường kỳ mở bên này lộ tuyến xe buýt sư phó, trên cơ bản đều đối Rionin hết sức quen thuộc, đây là một cái điển hình, hài tử của người khác. Trên xe không có người nào, Tìm một cái vị trí gần cửa sổ, xe phù 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 khởi động, đường cái hai bên lá cây rơi xuống đến không sai biệt lắm hàng cây bên đường, không ngừng mà hướng sau lưng di động, híp mắt nhắm ngay mặt trời phương hướng, mặc cho ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, đây cũng là một cái mỹ hảo buổi chiều. Celadon City là canto địa khu một tòa một tuyến thành phố lớn, phía tây thông qua số 016 quốc lộ, xuôi nam trải qua vượt biển cầu lớn có thể thông hướng một tòa khác thành phố lớn Fushia City mà phía đông số 07 quốc lộ thì là thông hướng Canto địa khu đại đô thị Saffron City. Cùng Commerce City cùng một chỗ được xưng là Canto đại đô thị Saffron City hai cánh, Celadon City kinh tế phi thường phát đạt, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, nơi này có tên Celadon Bách hóa cao ốc, Canto lớn nhất trò chơi thành. Celadon trò chơi thành, còn có hệ thảo đạo quán đóng quân, Pokemon chăn nuôi đường phố càng là nghe tiếng xa gần. Bất quá Rionin trên cơ bản không có đi đi dạo qua, trước kia cuộc sống của hắn thật là ba điểm trên một đường thẳng, nhà, trường học, Celadon thư viện, đây cũng là vì cái gì luôn luôn bị mùi mùi của hắn nhã rảnh là con mọc sách nguyên nhân. Đến, nhìn thấy Celadon City thư viện quen thuộc kiến trúc, Rionin trên mặt trốt cục lộ ra một vòng hiểu ý mỉm cười, Pokemon văn minh phát triển đến hôm nay, các loại thư tịch tư liệu thật là nhiều vô số kể, vẻn vẹn liền nói Celadon City Thư viện liền có giấy chất văn hiến 699. 75 vạn dư sách, chớ nói chi là phong phú điện tử văn hiến tài nguyên. Trong Celadon trò chơi thành, mỗi một loại trò chơi Kikiri đều là tuyệt đối cao thủ người chơi, nhưng ở Celadon City trong tiệm sách, nhìn qua phong phú thư tịch văn hiến, Rionin tri thức lượng lại có vẻ như vậy càng cỗi. Là một người người xuyên Việt, hắn biết rất nhiều nửa tên tiến sĩ đều không rõ ràng Pokemon tiến hóa phương thức, biết bọn hắn không rõ ràng liên quan tới thần thú tin tức, nhưng cái này lại như thế nào đâu. Hắn cái gọi là biết cũng giới hạn tại một cái thô thiển phương diện biết được thôi, rất nhiều kỹ lưỡng hơn, cấp độ càng sâu tri thức, hắn lại cũng không minh bạch, nhưng mà chính là những thứ này cấp độ sâu tri thức, mới là chèo chống một người tại Pokemon tương quan chức nghiệp lĩnh vực đi được càng xa lực lượng. Ngay từ đầu là vì đọc sách mà đọc sách, nhưng là chậm rãi minh bạch những chuyện này về sau, hắn cũng đem tâm tình của mình yên bình, sau đó chân chính hưởng thụ độc mang tới khoái hoạt. Không cần học tập để cho người ta nhức đầu anh ngữ, cao số, mặc dù lịch sử, sinh vật, địa lý, khoa học. Những khóa này trình vẫn còn, nhưng cũng là cùng tiền thế hoàn toàn khác biệt tri thức. Hết thảy hết thảy đều là lấy Pokemon làm trung tâm, đây là một cái hoàn toàn mới lại mênh mông tri thức lĩnh vực, từ Pokemon trường học đi ra học sinh, trong đầu hình thành cũng là cùng tiền thế thế giới hoàn toàn khác biệt xem. Mới lạ, mỹ lệ, chính là bởi vì hết thảy đều như vậy thú vị, hắn người xuyên Việt này mới có thể kiên trì ngồi sống nhiều năm như vậy thư viện, phải biết kiếp trước hắn cũng không phải một cái thích học tập hài tử. Người tốt, ta muốn tìm một bản liên quan tới hoen địa khu Pokemon Pocket sách. Celadon thư viện phi thường lớn, khách sạn tổng diện tích đạt đến 6. 31 vạn, tổng cộng có 6 tầng, bất quá phía trên mấy tầng văn hiến tư liệu là không cho bên ngoài mượn, phổ thông thị dân cùng đám huấn luyện gia, cũng chỉ là tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đọc sách. Xin chờ một chút, ta giúp ngài tra tìm một chút. Tại thư viện vào cửa sau đại sảnh một cái quầy phục vụ chỗ, một cái màu bơ đầu tóc ngắn nữ sinh, nghe được đối phương yêu cầu, vội vàng ở trước người trên máy vi tính tra tìm. Hoen địa khu pocket, bách khoa toàn thư loại, dê khu, Hàng thứ ba giá sách trung tận từ trái sang phải thuận số 1 phần 3 vị trí, bản này trong đồ thư quán hết thảy tiến vào 30 sách, ngươi trực tiếp thẩm tra số hiệu BKG 3040-70, nhìn một chút có hay không bị mượn xong. Nhìn xem có chút lúng cuốn tay chân thiếu nữ, Rionin nhíu nhíu mày đến gần nhanh chóng nói. Rionin.kun, ngươi nhanh như vậy liền đến Á. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 08 nữ đồng học. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nanako đồng học, ta cảm thấy ngươi vẫn tương đối thích hợp làm nước hoa cửa hàng cái kia phần kim chức. Hướng trước quầy mượn sách thanh niên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía thiếu nữ tóc ngắn nói. Ta thích cùng rionin.kun làm việc với nhau nha. Thiếu nữ không nhìn thẳng muốn mượn sách thanh niên, hai cánh tay chống cầm, một mặt hoa si mà nhìn chầm chầm vào rionin nói. Ngạch, cái kia xin hỏi ngươi là. Nhìn trước mắt hai người, thanh niên có chút lúng túng hỏi. Hoen địa khu Pocket, bách khoa toàn thư loại, dê khu, hàng thứ ba giá sách trung tầng vị trí, nếu như ngươi muốn mượn bên ngoài, chờ một lúc xin cầm lấy thẻ căn cước tới làm một chút đăng ký. Ta là nơi này sách báo nhân viên quản lý Rionin, xin nhiều chỉ giáo. Thiếu nữ đem thư tịch vị trí tin tức nói cho đối phương biết, phản phất nghĩ nhanh lên đem đối phương cho đuổi đi đúng vậy, bất quá Rionin vẫn rất có lễ phép cùng đối phương lên tiếng chào, dù sao hắn là nơi này nhân viên công tác, mà đối phương là hắn muốn phục vụ khách hàng. Rionin chấm ca ngươi tại sao lại gọi ta Nanako bạn học, ta nói trực tiếp gọi ta Nanako liền tốt. Đuổi đi mượn sách khách nhân, sau quầy thiếu nữ sắc mặt có chút oán trách hướng Rionin nói. Vậy thì tốt, Nanako đồng học, nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền đi qua điện tử xem khu bên kia, đến thay ca thời gian ta sẽ đi qua. Ngẩng đầu nhìn một chút trước thiếu nữ một chút, Rionin vẫn như cũ là bộ kia giữ một khoảng cách biểu lộ, làm 6 năm bạn học cùng lớp, đối phương tâm tư gì hắn tự nhiên rõ ràng, đối phương không che giấu chút nào, mà hắn cũng không phải cái đầu gỗ, chỉ là hắn bây giờ còn chưa có nói yêu thương dự định, bởi vậy cũng chỉ có thể cô phụ hảo ý của đối phương. Chờ một chút, Rionin.kun Ngươi hôm qua không phải nói muốn đi thu phục xuất đạo dùng ban đầu Pokemon sao? Cái kia mời nhận lấy phần này tiểu lễ vật. Nanako cúi thấp đầu, bên tai có chút đỏ lên hai tay đưa qua một món lễ vật hộp, nhìn xem phía trên màu hồng giấy đóng gói cùng nơ con bướm, Rionin trong lòng không khỏi cảm giác một trận áp lực. Đây là cái gì? Rionin có chút bất đắc dĩ hỏi. Đây là phun tại trên thân có thể gia tăng hoang dại Pokemon hảo cảm lực tương tác nước hoa tin tưởng cái này đối rionin.kun ngươi thu phục ban đầu Pokemon hẳn là có trợ giúp, xin đừng nên từ chối, cái này coi như là là trước kia rionin.kun giúp ta phụ đạo công khóa tạ lễ. Tiện tay mà thôi mà thôi, tạ lễ cũng không cần, mà lại buổi sáng ta đã đi bắt sơn thu phục đến ban đầu Pokemon. Rionin hướng đối phương ném đi một cái nét mặt xin lỗi, cũng không có nhận lấy đối phương quà tặng. Dạng này a. À. Nghe được Rionin, Thiếu nữ tóc ngắn có chút quể oải nói. Nếu như không có cái khác chuyện gì, vậy ta liền đi qua tra tài liệu, chờ một lúc thay ca thời điểm ta lại tới. Sờ lên trong túi Piggy Pokeball, trong chớp mắt hắn liền đem vừa rồi Nanako sự tình không hề để tâm. Ở vào tuổi của hắn, Pokemon so với bất cứ chuyện gì đều càng có lực hấp dẫn. Không biết Piggy nắm giữ những kỹ năng kia, buổi tối tan việc sau xem ra còn muốn cho Piggy biểu diễn một lượt đến lúc đó thuận tiện làm kế hoạch huấn luyện rionin là một cái làm việc rất có kế hoạch tính người buổi sáng thu phục chiến bên trong tuyết ghi sử dụng hai chiêu kỹ năng quyết ác tác điện quan nhất thiểm cùng Goose, gió xoáy đều là hai chiêu rất không tệ công kích tuyệt chiêu hắn cái này tuyết ghi phi thường thông minh rionin tin tưởng nó hẳn là còn nắm giữ cái khác kỹ năng nanako đồng học vất vả ngươi ta tới đổi ca Dùng thư viện điện tử xem khu máy tính tra xét một hồi tư liệu, thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn lần nữa trở lại đại sảnh quầy phục vụ cùng Nanako thay ca. Hắn tới thư viện làm kim chức, kiếm tiền là một nguyên nhân, còn một người khác nguyên nhân chính là huấn luyện Pokemon coi trọng một cái tiến hành theo chất lượng, khổ nhàn kết hợp, cả ngày đều dùng để làm huấn luyện, không chỉ có hiệu suất sẽ không cao, đồng thời tiếp ghi thân thể đoán chừng cũng không chịu đựng nổi. Tốt a, à, rionin.kun vậy ta đi trước rồi. Không biết có phải hay không là vừa rồi Rionin không có nhận lấy nàng tiểu lễ vật, Nanako lúc này trên mặt vẫn là tràn đầy quể oải, cái này khiến Rionin bó tay toàn tập, đối với tình cảm phương diện này sự tình, hắn cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ hy vọng chính mình không nên thương tổn đến đối phương mới tốt. Ngày mai gặp, Nanako đồng học. Cùng Nanako đổi xong ban, Rionin lần nữa dùng sau quầy phục vụ máy tính mở ra canto huấn luyện gia diễn đàn, mặc dù nhìn rất nhiều sách, trong đầu chứa rất nhiều liên quan tới Pokemon huấn luyện phương diện tri thức, nhưng là sách vở cùng thực tiễn khác biệt, xa rời thực tế cũng không thể trở thành một cái ưu tú Pokemon huấn luyện gia. Piggy, ra đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Rionin đem Piggy từ Pokeball bên trong phóng ra, mặc dù giữa trưa đã rất Piggy thành lập nên rất không tệ quan hệ, nhưng cái này còn có tăng lên rất nhiều không gian, làm chính mình cái thứ nhất Pokemon, Rionin cũng là phá lệ để bụng cô cô Pitki thân thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có không. Ba em mờ thân cao, đứng tại trên quầy ngược lại cũng không thế nào dễ thấy, tiểu gia hỏa thấy mình bị phóng ra, giờ phút này nghiêng đầu qua dùng đen bóng tràn ngập linh tính mắt nhỏ nhìn chầm chầm lấy Rio Ninh nhìn. Tuyết nơi này là thư viện, ngươi không thể ầm ĩ nha. Cô cô tuyết phi thường thông minh, hu thô kêu to hai tiếng, phản phất tại nói, biết. Đối với thông minh như vậy lại nhu thuận tuyết Rionin cười cười, trong lòng đối tuyết ghi cũng càng phát hài lòng. Thư viện công việc đối với rất nhiều người mà nói là phi thường khô khan, cái gì mua sắm thư tịch, đối các loại sách báo tiến hành phân loại cũng biên chế thư mục hướng dẫn tra cứu, phân loại, tồn liệt thư tịch, định kỳ hút bụi công việc, còn có chính là sách báo mượn đọc quản lý vân vân. Bất quá Rionin đối phần công tác này ngược lại là thật hài lòng, hắn là một cái thích an tĩnh người, nơi này không chỉ có yên tĩnh, mà lại có thể mượn đọc đến rất nhiều người bình thường không thể mượn đọc sách, lại thêm hắn chỉ là kim chức, công việc cũng chỉ là thông thường mượn đọc quản lý, sau đó tại hạ ban thời điểm đem độc giả trả lại thư tịch bày ra đến lúc đầu trên giá sách là được rồi. Là một người chuyên tâm làm một chuyện thời điểm, thời gian tốc độ chảy phản phất liền không biết chưa phát giác tăng nhanh, kiếp trước hắn cảm thấy Pokemon thế giới là một cái như mộng ảo tồn tại, nhìn như Kajushin mình cách rất gần, nhưng kỳ thực xa không thể chạm đời trước của hắn cũng không có cái gì thân nhân một lần đến lưới đỏ cửa hàng đánh thẻ kết quả ngộ độc thức ăn ngoài ý muốn xuyên qua đến pokemon thế giới bởi vì là trực tiếp linh hồn xuyên qua đến trong bụng mẹ là một người sinh trưởng ở địa phương pokemon thế giới dân bản địa hắn đối đã từng chỉ tồn tại ở trong suy tưởng mỹ hảo thế giới có nhận thức sâu hơn pokemon thế giới rất tốt đẹp là sự thật nhưng cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy đầu tiên một điểm chính là giả ngoại vô cùng nguy hiểm. Hai tử 10 tuổi liền ra ngoài lữ hành có chút nói quá sự thật, mà lại trực tiếp lữ hành cách làm này cũng chỉ là một phần rất nhỏ người mới sẽ lựa chọn làm như vậy, phần lớn hai tử đều là lựa chọn ở trường học học tập, chờ từ Pokemon cao cấp trường học sau khi tốt nghiệp, mới có thể gặp phải ra ngoài lữ hành cùng vào nghề tuyển lựa chọn. Tiếp theo Pokemon thế giới cũng không giống trong tưởng tượng như vậy công bằng, nơi này có lũng đoạn toàn bộ ngành nghề đại tập đoàn, cũng có giống nhà bọn hắn loại này gia đình bình thường, thậm chí càng thêm nghèo khó gia đình cũng không ít, giàu nghèo chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đương nhiên đối với loại tình huống này Rionin cũng không có cái gì cảm khái, tuyệt đối công bằng tại bất luận cái gì một cái thế giới đều là không tồn tại, nếu quả như thật có, đó mới là để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 09 Trò chơi thành nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bởi vì giàu nghèo lưỡng cực phân chia, rất nhiều trọng yếu tài nguyên, tin tức cũng là bị phong tỏa cùng lũng đoạn, đương nhiên lũng đoạn cùng công khai cũng là tương đối, Pokemon thế giới mạng lưới phi thường phát đạt. Tại một chút diễn đàn, cột ba cùng chất lượng tốt xả trong đám, cũng vẫn là có rất nhiều nhiệt tâm huấn luyện gia, đem một chút bồi dưỡng Pokemon tâm đắc chia sẻ đi ra. Cho dù đối với rất nhiều hạch tâm đồ vật có chỗ giữ lại, Đến đối với Rionin cái này vừa thu phục đến cái thứ nhất Pokemon tân thủ huấn luyện gia tới nói, kỳ thật đã rất được lợi. Không nghĩ tới bất tri bất giác liền trời tối. Nếu muốn ở Pok3, diễn đàn cùng xã trong đám lẫn vào mở, lớn nhất bí quyết chính là không muốn làm đưa tay đảng, Rionin tại thu hoạch người khác chia sẻ tâm đắc kinh nghiệm cùng hoa quả khô thời điểm, cũng sẽ cậy vào kiến thức của mình dự trữ, giúp người khác giải quyết một chút nghi hoặc, hướng đối phương đề cử một chút thư tịch tư liệu cái gì một tới hai đi cũng là rơi vào cái không sai thanh danh. Đồng hồ bên trên truyền đến tích tích đồng hồ báo thức thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên đại sảnh trên mái vòng chỉ có đến tối mới có thể sáng lên đèn lớn, giờ phút này đã tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Cô cô, tuyết ghi, đói bụng sao? Một hồi sẽ qua mà về nhà liền giúp ngươi chuẩn bị ăn ha. Đưa thay sờ sờ ngồi sổng ở máy tính bên cạnh tiết ghi, hắn tra xét đến trưa tư liệu, tiểu gia hỏa cũng rất ngoan ngoãn lặng yên bồi hắn đến trưa, lúc này nghiêng đầu qua lại còn là rất tinh thần bộ dáng. Cô cô nghe được ăn cái gì, tiểu gia hỏa lập tức hu thô kêu hai tiếng, trong thanh âm tràn đầy vui vẻ chi sắc, buổi sáng còn tại trong rừng vất vả khắp nơi kiếm ăn, không nghĩ tới ban đêm liền có người chuyên môn thay nó chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, trong vòng một ngày sinh hoạt đột nhiên phát sinh như thế lớn cải biến, không biết tiểu gia hỏa trong lòng là có phải có chút cảm khái. Rionin.kun đây chính là người thu phục pokemon sao thật sự là một cái thông minh tiểu gia hỏa đem trên quầy buổi chiều trả lại trở về sách sửa sang lại một chút chuẩn bị thả lại lúc đầu giá sách một cái vóc người mập mạp lão phụ nhân đi tới trên mặt mỉm cười hiền hòa khích lệ đến chào buổi tối smith phu nhân mcg smith celadon city thư viện quán trưởng một vị nghiêm khắc nhưng lại hiền hòa lão phụ nhân đối với Rionin tới nói vị này sau lưng từ đầu đến cuối đi theo một con nóc tôn lão phụ nhân, xem như hắn đúng nghĩa thầy giáo vỡ lòng, bởi vậy Rionin đối nàng phá lệ tôn trọng. Hôm nay mới thu phục Thuyết Ghi, vậy mà đã cùng ngươi thân mật như vậy, cái này cố nhiên cùng Thuyết Ghi ôn hòa tính cách có quan hệ, nhưng cũng không thể không nói ngươi làm rất tốt. Smith phu nhân màu xanh ngọc con mắt, so với nàng cái tuổi này những lão nhân khác muốn càng thêm thâm thúy mà tràn ngập trí tuệ, đối với chăm chỉ hiếu học, làm việc lại rất chân thật Trionin, dù là có chút nghiêm túc Smith phu nhân, cũng chưa từng keo kiệt ca ngợi chi từ. Cảm ơn phu nhân. Cố lên, tin tưởng tiểu gia hỏa này sẽ trở thành ngươi trợ thủ tốt nhất. Smith phu nhân chính là như vậy, bình thường nói cũng không nhiều như vậy, lúc chạng vạn tối từ thư viện phía trên tầng lầu xuống tới, tuần sát một chút trong quán tình huống, làm việc từ trước đến nay đều là như vậy cẩn thận tỉ mỉ, Rionin đối nạn là kính trọng, mà trong quán nhân viên công tác khác, đối vị này khắc nghiệt lão phụ nhân, càng nhiều hơn là e ngại. Đi thôi, tiếp ghi, theo giúp ta đem sách thả lại giá sách. Cô cô nghiêng đầu qua tò mò nhìn thoáng qua rời đi lão phụ nhân. Đương nhiên Tiết Ghi càng nhiều vẫn là đang nhìn lão phụ nhân đi theo phía sau con kia nóc tôn, đồng dạng là chim Pokemon, Tiết Ghi có thể mơ hồ cảm giác được đối phương để nó chỉ có thể ngưỡng vọng thực lực. Tiết Ghi rất ngoan ngoãn vỗ cánh rơi vào Rionin trên bờ vai, Đem trên quầy buổi chiều trả lại trở về thư tịch cầm tới trên giá sách đi quý vị, chừng 10 phút đồng hồ công việc kết thúc, trên đồng hồ đã biểu hiện là 8 giờ, đây chính là hắn giờ tan sở. Đi thôi, Tiki. Trải qua một ngày ở chung, một người một sủng quan hệ đã phi thường thân mật, nếu như bây giờ chỉ huy Tiki làm đối chiến huấn luyện, tin tưởng tiểu gia hỏa đối Rionin chỉ lệnh không có bất kỳ kháng cự. Phu phu phu. Vẫn không có đem tiểu gia hỏa thu hồi pokeball. Tuyết liễm lấy móng vuốt nằm nhòi trên bả vai hắn, một người một sủng cưỡi xe buýt hướng phía bắc vùng ngoại thành trong nhà tiến đến. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, buổi tối Celadon City so với ban ngày càng thêm náo nhiệt, hoa Mỹ nghe hồng đem trọn tòa thành thị trang trí đến lộng lẫy chói mắt, ban ngày vội vàng công tác dân đi làm, lúc này cũng thừa dịp buổi tối thời gian đi ra giải trí hưu nhàn. Celadon City trò chơi thành cũng ở thời điểm này nên đón một ngày ở trong kinh doanh cao phong mỗi đài máy chơi game trước đều là muôn hình muôn vẻ người. Mặc dù Rionin hắn không thế nào chơi đùa, nhưng trước đó đi tìm trốn học chơi đùa Kikiri, Rionin cũng tiến vào một lần Celadon trò chơi thành, cái kia không khí náo nhiệt đoán chừng cũng chỉ có hoen địa khu đồng dạng có trò chơi Chido Mauville City mới so ra mà vượt đi. Lúc này ở Celadon trò chơi thành phần thưởng hối đoái chỗ, một cái 11-12 tuổi mang theo phấn màu lam gọng kính tròn thiếu nữ khả ái cực kỳ đáng chú ý, bởi vì trước mặt nàng chất thành một lớn đống tiền trò chơi. Ai u đại tiểu thư của ta, hôm nay vận may lại tốt như vậy a, à, lần này là hối đoái tiền mặt vẫn là phần thưởng a. À. Phía sau quầy nhân viên công tác, nụ cười trên mặt bên trong sen lẫn một vòng đắng chát, trước mắt cái này tiểu tổ tông mỗi lần tới đều muốn hối đoái đi rất nhiều phần thưởng, nếu như không phải bọn hắn trò chơi thành mỗi ngày buôn bán ngạch không thấp, đoán chừng bọn hắn đều muốn thua thiệt chết rồi. 7 ngày phần sơ cấp Pokenlock cái khác toàn bộ hối đoái thành tiền mặt. Pokélock là cho hệ phi hành Pokemon ăn. Thiếu nữ lại bổ sung một câu. Bị sau lưng một đám niên kỹ tương tự thiếu niên vây quanh nữ hài, ánh mắt rất là lưu luyến từ trước mặt màn hình điện tử, phần thưởng một lục phía trước nhất mấy cái hy hữu Pokemon ô biểu tượng bên trên giời, yên lặng thở dài một hơi đổi một phần Pokélock trò chơi khác tệ thì hối đoái thành tiền mặt. Ô tô, lấy tiền, chai en, khuôn đồ. Pokélock rất đắt, cho dù là kém nhất sơ cấp Pokélock, một ngày phần cũng chính là 6 khối, tại Pokémon cửa hàng giá bán cũng muốn 2.000 khối trái phải, cái này đều có thể mua 10 khỏa đỏ trắng Pokéball. Ai, bọn này học sinh tiểu học thật sự là không thể trêu vào. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp dẫn đầu rời đi Kikiri, sau quầy cái kia hai cái phụ trách phần thưởng hối đoái nhân viên công tác, thở dài một hơi trên mặt lần nữa lộ ra một vòng đắng chát. kỳ, hiện tại đưa ngươi sẽ kỹ năng cho ta biểu thị một lần, ngày mai ta liền muốn bắt đầu giúp ngươi làm huấn luyện nha. Lão mụ mỗi ngày là 9 giờ tối mới tan tầm, đẩy cửa gặp Kikiri không có trong phòng, Rionin không chút suy nghĩ liền biết nha đầu này đoán chừng lại là đi trò chơi thành chơi game đi. Đối với mình cô muội mùi này hắn cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù thường xuyên trốn học ra ngoài chơi game, nhưng thành tích trên cơ bản đều vững vàng chiếm cứ lớp học hạng nhất. Rionin muốn dạy dỗ nàng vài câu đều tìm không ra lý do gì. Cần tối là lão mụ sau khi tan việc trực tiếp mua về, bởi vậy tiểu gia hỏa bên này ăn xong hắn chuẩn bị Pokemon đồ ăn về sau, mượn trong viện ánh đèn, hắn chuẩn bị nhìn một chút tiết ghi đến cùng nắm giữ những kỹ năng kia. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Pokenlock Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cô cô nghe được Rionin, Tuyết ghi thần sắc đột nhiên biến thành nghiêm túc vỗ cánh bay ở không trung tuyết ghi mặt ngoài thân thể đột nhiên sáng lên oánh oánh bạch quang nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống một đạo mũi tên hướng nơi xa đánh tới rất không tệ quyết ác tác điện quang nhất thiểm thi triển ra rất nhuần nhuyễn rionin nhẹ gật đầu trên mặt khen ngợi khen đến cô đối với rionin khích lệ tuyết ghi rất là hưởng thụ lần nữa bay trở về đến trong sân tuyết ghi cánh một trận mảnh phiến một trận mãnh liệt gió đen trong sân bụi đất cùng lá rụng hướng bên ngoài viện bên cạnh thổi đi. Goose, gió xoáy, sao, cũng rất tốt, còn gì nữa không? Rionin lại gật đầu một cái, Pokemon kỹ năng cũng không phải là đơn giản như vậy, rất nhiều kỹ năng tầm đó đều là có mật thiết liên hệ, giống Goose, gió xoáy, cái này tổn thương chỉ có 40 hệ phi hành sơ cấp tuyệt chiêu, hậu kỳ là có thể thăng cấp thành hệ phi hành đại chiêu. Hurricane, gió bão giống quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, hậu kỳ không ngừng mà huấn luyện, đối Tuyết khi sau này lĩnh ngộ Adrian Acer, Yến Phản, Bravo Bird, Anh Dũng Điểu, Sky ác tác, thần điểu mạnh kích, đều là có rất lớn chỗ tốt. Mà lại đối với giai đoạn này Tuyết Ghi tới nói, Goose, gió xoáy, quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, đã là rất không tệ kỹ năng, cái này muốn so rất nhiều để nhất giai đoạn tiến hóa sẽ chỉ xuyên sót, phun tơ, cùng tác cờ, va chạm, côn trùng Pokemon phải tốt hơn nhiều. Cô tiếp xuống Piggy lại biểu diễn hai cái tuyệt chiêu, theo thứ tự là tác cờ, va chạm, cùng sen ác tác, tung cát. Phi thường bỗng A, à, ngươi vậy mà nắm giữ bốn cái tuyệt chiêu. Đối với giai đoạn này Piggy tới nói, cái này bốn cái kỹ năng đều là không thể bình thường hơn được, nhưng Rionin không có cái gì vẻ thất vọng, hắn thấy tiềm lực quan trọng hơn, mà hắn cái này Piggy đã để hắn rất hài lòng. Biểu thị xong kỹ năng, Rionin bên này trực tiếp về đến phòng, bắt đầu vì ngày mai buổi sáng tiết ghi huấn luyện làm chuẩn bị, dù sao đến cùng làm như thế nào huấn luyện, đây là hắn cần suy nghĩ một chuyện. Quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, goose gió xoáy, muốn trọng điểm huấn luyện, tác cờ, va chạm, cùng sen ác tác, tung cát, cũng không thể từ bỏ. Tác cờ, va chạm, là hệ phổ thông cơ sở công kích tuyệt chiêu một trong, nếu như huấn luyện thỏa đáng, nói không chừng về sau Pit Ghi tiến hóa thành Pit Goto cùng Pit God về sau, còn có thể lĩnh ngộ ra Giga Impact, một triệu tấn xung kích, cái này hệ phổ thông đại tuyệt chiêu. Về phần sen ác tác, tung cát, cái này hệ đất tuyệt chiêu, mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng thông qua các bụi quấy nhiễu đối phương ánh mắt, giảm xuống đối phương kỹ năng tỷ lệ chính xác, đối với giai đoạn này Pit Ghi tới nói, cũng là một chiêu tương đương thực dụng kỹ năng, nếu như chiến đấu bên trong có thể linh hoạt vận dụng, chắc hẳn có thể đưa đến rất tốt hiệu quả kỹ năng huấn luyện tương đối đơn giản muốn làm như thế nào cơ sở huấn luyện đâu pokemon cơ sở huấn luyện chính là nhằm vào pokemon thể lực công kích phòng ngự tốc độ chờ cơ sở tính năng lực khai triển huấn luyện lại bởi vì pokemon thân thể cấu tạo khác biệt chế định đi ra phương thức huấn luyện cũng có chỗ khác biệt không biết phụ trọng huấn luyện thế nào Phụ trọng huấn luyện là Pokemon huấn luyện bên trong, bị dùng đến nhiều nhất một loại phương thức, nhưng đây cũng là không tốt nhất đem khống một loại phương thức, không cẩn thận liền sẽ cho Pokemon thân thể tạo thành tổn thương. Đến lúc đó chậm rãi thí nghiệm đi. Phụ trọng huấn luyện có thể rèn luyện Pidgey thể lực, sức chịu đựng, còn có Pidgey cánh lực lượng cũng có thể thông qua phụ trọng phi hành đạt được rèn luyện, bởi vậy Rionin cũng không có bởi vì trong lòng có chỗ lo lắng mà từ bỏ loại phương thức này, cùng lắm thì chậm rãi thí nghiệm tìm tới một cái thích hợp cường độ. Phanh phanh, nhị ca, ta tiến đến rồi. Kẹt kẹt, sắp sáng trời kế hoạch huấn luyện an bài cắt tỉa một chút viết trên giấy, lúc này ngoài cửa truyền đến Kikiri thanh âm. Nói đi, có phải hay không lại đi trò chơi thành quậy đi? Rionin xoay đầu lại, mặt đen lên hỏi. Nhị ca, ta biết ngươi hiểu ta nhất, ngươi là sẽ không nói cho mẹ đúng không? Tiểu nha đầu hai cánh tay vác tại sau lưng, cười híp mắt ủi đến Rionin bên người làm nũng nói. Ngươi a, à, suốt ngày chỉ biết chơi trò chơi, ngươi cảm thấy cái này còn cần ta cùng lão mụ nói nàng mới biết được sao. Nhìn xem cười tủng tỉm mùi mùi, Rionin bất đắc dĩ thở dài. Thứ nhất, ta thành tích rất tốt. Thứ hai, ta không có hỏi nhiều lão mụ muốn tiền tiêu vặt. Tiểu nha đầu ngạo kiều ngẩng đầu lên tới nói, điều này không khỏi làm hắn càng thêm bất đắc dĩ, dù sao đây cũng là chuyện gì thực, mặc dù tổng yêu hướng phòng trò chơi bên trong chạy, nhưng hoàn toàn chính xác không có nhiều để trong nhà quan tâm, đương nhiên ngoại trừ thường xuyên trốn học bị lão sư gọi gia trưởng. Hắc hắc, không có lời có thể nói đi, nhìn xem bản cô nương hôm nay chiến quả, đương đương, đây là cái gì? Rionin lúc này mới nhìn đến tiểu nha đầu phía sau cất dấu tay nhỏ bên trên, lại còn cầm đồ vật. Mở ra nhìn xem. Bảy con hộp trùng điệp lấy đặt ở trên bàn sách, mỗi một cái có một phần tư cái pizza hộp lớn nhỏ. Pokélock, nhiều như vậy, ngươi lấy tiền ở đâu? Mở hộp ra xem xét, ống ánh sáng long lanh tản ra mùi thơm ngát Pokélock, quả thực để Rionin kinh hãi. Hôm nay trò chơi thành phần thưởng, ta dùng tiền trò chơi hối đoái, mà lại là cho hệ phi hành Pokemon dùng, nhị ca ngươi biết ghi vừa vặn cần dùng đến. Kikiri cười hiếp mắt nói. Không được, đem cái này cầm đi lui, ca của ngươi chính ta có thể kiếm tiền mua. Rionin lắc đầu nói, đem tiền giữ lại chính ngươi dùng đi. Rionin lại bổ sung một câu. Nhị ca, trò chơi thành phần thưởng hối đoái sau là không có cách nào lui. Kikiri nói ra. Đã đều đổi ngươi liền thu cất đi, nhiều nhất chờ ngươi phát tiền lương trả ta tiền là được. Nghe được những năng lượng này khối lập phương không thể lui, Rionin do dự một chút cuối cùng đành phải đem cái này bảy hộp Pokenlock thu xuống tới. Pokélock cũng không tiện nghi, cho dù là sơ cấp Pokenlock, giống như vậy một hộp đều là hơn 2.000, nếu như là tốt hơn trung cấp, cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp Pokenlock, liền nhà hắn cái này điều kiện kinh tế nghĩ cũng không cần suy nghĩ. Rionin, Kikiri, mau xuống đây ăn cơm rồi. Trên bàn sách Hu thô đồng hồ báo thức chuyển đến 9 giờ rưỡi, lên một ngày ban lão mụ, cũng rốt cục mua xong cơm tối trở về. Tới. Bình thường lão ba tại Peter City kiến trúc công trường công việc, một tuần cũng liền một lần trở về, bình thường trong nhà cũng liền hai huynh muội cùng lão mụ ba người, mặc dù ở tại hoàn cảnh thanh u vùng ngoại thành, nhưng đại đô thị nhanh tiết tấu vẫn là ảnh hưởng bọn hắn. Rionin, các ngươi TV không nên nhìn quá muộn a, à, mụ mụ về phòng trước chuẩn bị sơ cấp nhà chăn nuôi khảo thí. Ăn xong cơm tối, lão mụ lại trở về phòng chuẩn bị tiếp xuống chức nghiệp giấy chứng nhận tư cách khảo thí. Được nhà chăn nuôi là một cái phi thường được ưa chuộng chức nghiệp, nếu như có thể thi đậu đến sơ cấp nhà chăn nuôi chức nghiệp giấy chứng nhận tư cách, cái này đều có tư cách mở một nhà cỡ nhỏ Pokemon phòng bồi dưỡng. Nhìn một lát TV, Rionin cũng sớm trở về phòng thiếp đi, bởi vì ngày mai còn muốn giúp thiết ghi làm huấn luyện. Phía ngoài ánh trăng xuyên thấu qua nửa đầy cửa sổ bắn ra tiến đến, làm cho cả gian phòng biến thành thanh u vô cùng, nhà bọn hắn vừa vặn sát bên thông hướng vùng ngoại thành đường cái, đường cái hai bên toa toa vang lên hàng cây bên đường, tại trong gió đêm đêm vốn cũng không nhiều lá cây, lại rung rơi mất rất nhiều. Đây là một cái đáng giá nhớ thời gian, bởi vì tại một ngày này hắn có được thuộc về mình Pokemon, bất quá khi hắn nghĩ thật sâu nhớ kỹ một ngày này thời điểm, đột nhiên lại phát hiện chính mình trong tiềm thức cũng không nguyện ý làm như vậy, có lẽ sinh hoạt vốn là hẳn là dạng này bình bình đạm đạm đi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.